là chúng ta đợi tầm khoảng 5 7 giây 10 giây đó là nó hiển thị lên này là làm thôi, là sử dụng thôi các bạn ạ. Đấy, những cái bản protocol thì cũng bản mà người ta đã xả ra rồi, người ta nén lại rồi các bạn. À, người ta đã xả cái suộc ra để dùng rồi ấy, không không phải là cái bản cài đặt đâu. Các bạn có thể là sử dụng nó trong USB hay là gửi viết các kiểu cho nó nhẹ. Bản đấy thì ưu điểm là nó nhẹ, sử dụng được ngay. Nhược điểm thì nó không có cập nhật rồi, chẳng hạn nên có các plug in ngoài cần cài thì nó không có sử dụng ngoài được. Thì chúng ta là lập trình mà, chúng ta đâu có cần sử dụng có nhiều cái tính năng của đồ họa đâu. Kể cả mình dùng Photoshop thì mình chỉ dùng ở mức độ đó là basic, rất là basic thôi. Dùng rất là ít thôi. Thế ơi, lớp mình có học không. Các bạn chú ý cái cắt này đơn giản mà, các bạn muốn dùng Figma muốn dùng cái gì đó thì các bạn tự nghiên cứu nhé. Mình có thì chuyên về design, khóa này thì không chuyên design các bạn ơi. À, hôm nay chúng ta vào muộn một chút nữa các bạn nhé, bởi vì có lẽ là trời mưa các bạn, nhiều nơi nó tắc ấy, không đi được. Nay tôi thấy mưa, tôi xin về sớm nhưng mà ngay tôi phải đi mất 45 phút từ Cầu Giấy về đây. Bình thường đi chỉ có 30 phút thôi. Thì chắc là những người khác về muộn hơn, chắc là sẽ tắc hơn. Lúc tôi về là sớm quá. Lúc tôi về là lúc 5 rưỡi đã tắc rồi, đường tối om. Bạn nào tầm khoảng 6 giờ 15 mới đi thì chắc là hơi khó, tầm đấy thì nó tắc cứng luôn. Vì hôm nay kiểu dạng như có dông, cơn dông nên trên đây là mọi người ai cũng vội, cho nên là đi nó linh tinh lắm. Chúng ta sẽ vào muộn khoảng 10 phút các bạn ơi. À, cứ hôm nào mà mưa gió gì đấy thì chúng ta sẽ tùy tình hình nhé các bạn nhé. Ví dụ hôm nay thì mình sẽ đợi khoảng 10 phút này. Còn nếu hôm nào mà đã mưa rồi, tầm khoảng là 6 rưỡi, 6 giờ 5 nó mưa thì chúng ta sẽ đợi tầm khoảng 20 phút, đúng không? Thì chúng ta một là chúng ta về muộn, còn nếu mà dài quá học không hết thì buổi sau chúng ta lại học tiếp, không vấn đề gì cả. Thế làm sao mà những cái buổi đó do thời tiết thì chúng ta sẽ đợi mọi người, làm sao đó mọi người đều có thể là vào học cho nó kịp được nhá. Thực ra thì ngày hôm nay chúng ta bình thường là về sớm mà các bạn, buổi cắt vô giúp là buổi về rất sớm rồi các bạn, sớm lắm, cực kỳ sớm luôn đấy. Chúng ta chỉ mất tầm khoảng 1 tiếng 15 phút thì là xong, thì thôi chúng ta đợi tầm khoảng 15 phút nữa, 1 tiếng rưỡi, tầm khoảng 8 rưỡi về vẫn sớm. Đấy, hôm nay về sớm lắm. Kiến thức ngày hôm nay nó không có gì cả, easy, mà chủ yếu là ta chuẩn bị tất cả những cái cần thiết để buổi sau chúng ta bắt đầu code. Các cái buổi làm dự án thì là sẽ là về tương đối muộn nha các bạn. Bạn nó cũng phải tập à? Không có em ơi. Thực ra là hôm nay cắt các kiểu mà tập tủng đi đâu. À có giao về tự cắt những cái còn lại, cắt cho vui vui thôi mà. Thực ra tôi nói thật, cái lớp này lớp các bạn học đâu phải đi cắt cái này đâu. Nói chung là chúng ta cũng phải cắt để biết, đúng không? Nhưng mà chẳng nhẽ bây giờ các bạn học cả full stack để đi cắt trong diện hay sao? Đúng không? Tôi không muốn các bạn làm cái điều này một chút nào cả, đúng không ạ? Dạy để các bạn biết sau này còn làm thôi, chứ mà học xong bây giờ các bạn lại đi cắt giao diện thì đúng là tôi là cũng chán. Ta hướng tới là ta làm dev mà, một là dev front end, hai là dev back end, đúng không? Trước mắt là thế. Còn sau này mà làm một vài năm rồi thích làm cả thì làm, không thì theo một mảng được, tùy. Trước tiên là cứ xin được việc đã. Và xin được việc thì đương nhiên là việc về code chứ không phải là việc về cắt giao diện. Cắt giao diện sau này các bạn mà đi làm tôi sẽ giới thiệu, hoặc là các bạn xin việc mà đâu mà cứ tầm khoảng 3 tháng đầu em cắt giao diện đi thì tôi khuyên các bạn là next luôn, không cần phải quay đầu luôn. Chúng ta gặp ra để học code chứ không phải là cắt giao diện. Cắt giao diện dặn cho những bạn nào kiểu dạng sinh viên đang học năm 1, năm 2 là kiểu dạng muốn làm thêm các kiểu thôi, đã đi học như này rồi không cắt. Thôi đi em, không cắt nha, cắt thì dễ khinh mình quá đúng không?
Thế cho nên là chúng ta cũng không cần phải rèn luyện cái phần này nó quá ghê gớm đâu các bạn ơi. Đương nhiên là chúng ta cũng phải làm cho nó chuẩn chỉ, nhưng ý tôi muốn nói là có những cái mà nó sâu quá, sâu hay là sâu mà chúng ta tốt nhất là đừng có nên 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 đấy vào kiểu. Không, mà thực ra là như này, nếu mà bạn nào mà có nhu cầu đi làm cắt trong diện thật sự, muốn cắt layout các kiểu ấy, và bảo em thấy bây giờ em muốn thì sao, thế mà muốn thì các bạn liên hệ riêng cho tôi thì tôi sẽ có những cái video mà tôi hướng dẫn ngoài thì tôi sẽ gửi cho các bạn nhé. Thế còn mà lớp thì là tôi sẽ không có dạy sâu quá đâu các bạn nhé. Vì chúng ta hướng tới là code mà, phần code back end là code phần front end ấy, thì là chúng ta học sâu thật, làm dự án thật. Thế còn ví dụ như là ta đi quá sâu ở phần cắt giao diện thì nếu mà thích thì là liên hệ riêng tôi các bạn, liên hệ riêng tôi nhé. Còn trong chương trình thì là nó không có, không có các bạn, thì liên hệ riêng tôi gửi cho các cái video riêng để tôi ôn cho mấy các bạn làm WordPress ấy. Thì là có thật luôn, có méo mồm luôn. Cắt mấy cái giao diện của mấy cái sàn thương mại điện tử các bạn, của Lazada rồi Shopee các kiểu. Hôm nay trời xấu trời cho nên là chúng ta đợi một vài phút nữa các bạn nhé, 10 phút nhé, 7:10, 7:15 rồi đó chúng ta bắt đầu. Trong thời gian này thì các bạn mở Photoshop lên đi ạ. Bạn nào cài rồi thì mở lên giúp tôi nhé. Bạn nào chưa cài thì như tôi nói đấy, các bạn mở cái tài liệu tôi gửi cho lớp mình trong cái mục là mục dữ liệu ấy. Có cái file có cái thư mục là Photoshop Portable ấy các bạn. Đấy, các bạn giải nén ra, sau đó các bạn truy cập vào, các bạn nhớ giải nén ra ngoài desktop giúp tôi nhé. Cái phần mềm tôi gửi cho các bạn. Tôi không biết tôi làm cái gì ấy, mà nó lại phải chạy ngoài desktop cũng chạy được, kiểu hôm trước tôi cố hình lại đừng giận kiểu gì thì tôi không nhớ lắm. Còn thực ra là nó thì nó chạy đâu cũng được, các bạn thử chạy thêm một khác xem, nếu được thì ok, còn nếu không các bạn copy ra desktop giúp tôi nhé. Không, các bạn lên trên mạng, hôm sau buổi ngày hôm nay các bạn lên trên mạng nghe, các bạn lên Google các bạn đào cái bản Portable mới, các bạn search thôi, Photoshop Portable for tablet Portable. Thường thì chúng ta thì không cần dùng những cái bản nào đó mới, không ai không bao nhiêu gì gì đó không cần đâu các bạn ơi. Chúng ta chỉ cần dùng cái bản dễ, thầy mở cam đi hả, bạn này phải thích nhìn cam thôi sao nhỉ? Đúng bạn này Lê Minh, đây cam đây. Tuần trước không đi học nên nhớ thầy này ạ. Thế à, rồi quý hóa quá. Thì đi học trực tiếp đi, học online cái gì. Hôm nay em đi làm về muộn ấy, xong rồi mưa nên em không đi được. Yeah, ok. Tôi có phải chủ tịch đâu. Trời mưa, đúng rồi, mưa mà. Nhưng mà chỗ này không mưa nhỉ, chắc là mạng Cầu Giấy mà xung quanh đang mưa à? Đâu nghe tiếng mưa gì đâu. Đang mưa à? Không, đây không mưa đâu. Đây không mưa đâu, ở mạng xung quanh bán kính cách đây chẳng khoảng chục cây thì mưa, 7-8 cây thì mưa, ví dụ chẳng hạn như là Thanh Xuân, Cầu Giấy kiểu ở đấy đấy xung quanh, chứ còn ở trung tâm thì không mưa đâu, vì mưa lúc nãy trời đen xì mà vẫn không mưa được. Nam Từ Liêm à? Nam Từ Liêm chắc mưa to lắm ấy nhỉ, khu này đấy nặng thấy mưa to hay to kiểu quận Tây Hồ thế hết các kiểu thế, không mưa chắc là cũng lớp mình cũng gần đủ rồi các bạn ạ, chúng ta đợi một vài phút nữa nhé, bởi vì các bạn học online hôm nay là cũng khá đông, bình thường là lớp online của chúng ta chỉ có 5 bạn thôi, đây 10 mấy bạn, có nghĩa là toàn là lớp trực tiếp của mình ở nhà thôi, với cả là có 2 bạn là biết sao hôm nay xin nghỉ vì mất điện. Biết quận nào nhỉ? Cắt giờ này. Cắt giờ này là hơi hiểm đấy đúng không? Cắt giờ này hiểm. Thì kiểu đi làm đi liếc các kiểu ở công ty, đi học ở trường, giờ này về mong có tí điện, giờ cắt luôn. Khó nhỉ. 8 ơi.
rất xa xa, cả quận xa xa. Ơ nhưng mà hình như là đợt rồi là nó không cắt điện nữa rồi sao? Tất cả bên ngành của mình và không người làm bạn có chi việc nó cái ok, chúng ta chuẩn bị bắt đầu nhá. Chung buổi hôm nay thì nó easy thôi các bạn ơi. Buổi sau thì bắt đầu là mới phải làm các hoạt động chết đồng. Không phải như trước là tao một kỳ bắt tin hết mà tao làm xin ai, tao làm lấy không thì có hệ tin. Tôi đợi 5 phút nữa các bạn nhé, 5 phút nữa nhé. Sợ đang mưa các bạn đến muộn. Quả chim đây, tôi vừa mới xem màn hình cũng như là bật mic rồi đấy. Nếu bạn mà nhìn thấy màn hình và âm thanh còn gõ 1 giúp tôi nhé. Các bạn ơi, gõ 1 giúp tôi nếu mà bạn nhìn thấy màn hình và nghe thấy âm thanh nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. 5 phút nữa chúng ta bắt đầu nha. Tôi nhắc lại lần cuối là bạn nào mà chưa cài Photoshop thì các bạn vào trong cái thư mục dữ liệu ấy. Đúng không ạ? Các bạn mở cái Photoshop cho giúp tôi nhé. Đó là Photoshop Portable, là cái phần mềm mà sử dụng luôn ấy. Thì tôi cũng dùng cái bản đó thôi các bạn ạ. Tôi không dùng bản cài đặt đâu. Đặt nặng máy ra tôi cũng chả cần. Dùng cái bản Portable thôi. Chúng ta đâu có phải là dân designer đâu mà đúng không? Cần thì cài chơi hoặc không thôi, chúng ta dùng bản Portable cũng được. Thì các cái bản bây giờ bản mới nó hơi nặng. Bây giờ 15 mình bắt đầu nhé các bạn. Hôm nay nói chung là không mất nhiều thời gian đâu. Cho nên chúng ta đợi một chút xíu. Hôm nay chúng ta đợi mọi người, hôm sau mọi người đợi chúng ta đúng không? Tôi cứ nghĩ là hôm nay phải một nửa lớp nghỉ. Với lúc tôi về ấy, trời lại tối đen các bạn. Lúc tôi về lúc 5:30 mà nó tối như kiểu 6:30. Tôi đến đây lúc 6:20. Không, 20:25. Tôi thấy lớp hôm qua ngồi lúc tầm 6:35. Hôm qua này về tôi cứ tưởng hôm nay phải nghỉ nửa lớp được. Nếu mà trời mà lúc mà đó mà tầm 6 giờ mà nó mưa to ấy, tôi nghĩ chắc là cũng nghỉ thật. Các bạn học online hết, chú ý hết vào cà phê rồi về nhà các kiểu hoặc là ở lại công ty. Nói chung trời mùa hè này thì chiều nào cũng thế rồi các bạn. Đa phần thì nó đều có con rồng hết. Để chúng ta có chuẩn bị tâm lý trước. Ok các bạn ơi, chúng ta bắt đầu nhé. Chúng ta bắt đầu đi ạ. Hôm nay mình sẽ đến với cái nội dung đó là cắt giao diện bằng Photoshop. Thực ra thì để cắt giao diện thì mình có nhiều phần mềm lắm, nhưng mà Photoshop vẫn là một cái gì đó mà nó phổ biến cho nhiều người. Thế cho nên là chúng ta sẽ sử dụng Photoshop. Đa phần thì mọi người cũng dùng bởi vì nó đơn giản mà. Vì sao chúng ta lại có cái nội dung ngày hôm nay thì các bạn phải hiểu một điều như này này.
là khi mà chúng ta thiết kế giao diện web ấy, thì nếu mà các bạn mà làm ở những cái web mà kiểu dạng đơn giản, ví dụ chẳng hạn các bạn làm khách hàng người ta bảo các bạn là em ơi, làm cho anh một cái trang web mà nó giống giống kiểu trang này, ví dụ thế, ví dụ là nó sẽ nói là làm cho anh kiểu giống giống trang này chẳng hạn. Đây, ví dụ nó bảo làm cho anh giống giống trang này đấy, cứ chỉ cần giống trang này là được rồi đó. Rồi em có thể là thay logo, hoặc là bên anh thì anh sẽ thay thế một vài cái đi, thì nó lại quá đơn giản luôn các bạn ạ. Thế là quá đơn giản luôn, nếu mà chúng ta mà làm giống này thì cực kỳ đơn giản, rất đơn giản đúng không? Chúng ta chỉ cần là lưu các cái hình ảnh của nó về là xong thôi đấy, lưu các hình ảnh của nó về. Thì để lưu thì các bạn có nhiều cách, các bạn có thể xếp nguyên cả cái trang này, mà thông thường thì nếu như mà người ta làm kỹ ấy, sẽ có người là người ta xếp nguyên cả file HTML này vào rồi edit, nhưng mà làm thế thì nó nhiều cốt rác lắm các bạn, không tối ưu đó. Thì mà làm kỹ ấy, thì người ta sẽ phân tích xem là cần cái gì, bắt đầu người ta lưu cái đó về thôi đấy. Ví dụ chẳng hạn như là chúng ta chỉ cần cái gì các bạn nhỉ, ví dụ chỉ cần logo này đúng không, rồi kiểm tra xem mấy cái này nó là ảnh hay nó là dạng phông awesome đúng không. Đấy, nếu là ảnh thì lại phải view lưu này về này, cắt slide này chắc chắn là ảnh rồi thì lưu về này, sản phẩm thì chắc chỉ lưu một vài cái demo thôi chứ chẳng phải lưu hết đúng không ạ. Đấy, chúng ta lưu 2-3 cái gì đó, hoặc 5-7 cái, 10 cái nữa thôi đấy. Còn sau này thì người ta có database, người ta sẽ lấy từ database ra, còn chúng ta chỉ lưu một vài cái gọi là mẫu thôi đúng không. Đấy, mấy cái này cũng thế, chúng ta lưu về nó cũng không nhiều đâu, tầm có vài chục cái hết. Đây cái banner này đấy, lấy về còn ảnh này là mình lấy vài cái ở trên rồi thôi, không lấy nữa đấy. Và cái banner đấy tôi nghĩ là tầm khoảng 20-30 cái ảnh ở cái trang này là hết đấy ạ. Nếu trong trường hợp mà mấy cái này mà nó là ảnh ấy, thì là còn nhiều, nhưng nếu này là không option thì chắc là ít, mà tôi nghĩ là ảnh các bạn thì cũng khá nhiều. Thế này đâu ạ, các bạn vào tool này, vào page info này, các bạn vào của có media nhỉ, tool này, page info này, đây nó bị lag các bạn ạ, media này đúng không ạ. Đấy đấy, có cái ảnh thì các bạn cứ lấy này, không các bạn có thể là nhanh nhất là các bạn select all nhá, sau đó là các bạn lưu về đúng không, lưu tắt về, nó chỉ tầm khoảng vài chục cái thôi. Nhưng mà select all này có những cái chúng ta không cần, bởi vì là ảnh nó có thể hàng vài trăm cái ảnh, mà ảnh sản phẩm các bạn chúng ta chỉ lấy tầm khoảng chục cái demo thôi đúng không nhỉ, dại gì lấy cả đúng không. Thế cho nên là chúng ta không đừng nên select all, chúng ta cứ đến đâu lấy đó thôi. Đây các bạn này, lướt được cái bộ này logo đấy không, lấy này, sau đó là banner slide này, lấy được chưa. Sản phẩm này lấy vài cái thôi, nhiều lắm các bạn, nhiều lắm. Đây lấy vài cái rồi, đây tôi nghĩ thì để thế hết rồi. Đây ảnh sản phẩm này lấy một vài cái là mẫu rồi, còn đâu thôi đấy, bỏ qua hết, ok chưa, các bạn hiểu chưa. Đấy thì cái việc mà chúng ta làm cái giao diện dựa theo một cái giao diện có sẵn nào đó, người ta gọi là clone, bạn hiểu chưa. Clone có nghĩa là người ta copy lại một cái trang nào đó. Cái việc clone này thì nó dễ lắm các bạn ạ, nó dễ lắm. Các bạn kể cả là các bạn mà yếu về CSS ấy, yếu về HTML ấy, thì thật các bạn cứ F12 lên đúng không, các bạn xem cấu trúc của nó, nếu mà thấy nó hợp lý ok copy nguyên cấu trúc nó về, ok không ạ. Đấy đúng không ạ, copy nguyên cấu trúc nó về, còn CSS đây đúng không ạ, các bạn cảm thấy thích đặt lại ID class thì đặt, mà nếu ID class mà nó rất là tường minh ok rồi bết luôn bạn CSS, thế là sao ok không ạ. Còn nếu như mà các bạn thấy một class, bởi vì ấy, thông thường ấy, nó sẽ làm cái giao diện theo một số các framework, thế cho nên class của nó đặt rất là dị, dài ra ngoằng ấy, thì chúng ta có thể đặt lại, các bạn hiểu chưa. Và đặt lại thì chỗ này chúng ta thay lại ID rồi chúng ta paste thôi, các bạn hiểu chỗ này chưa. Cứ header mất khoảng 5 phút, slider mất khoảng 10 phút, kiểu thế, thì có rốt mấy rốt thì chắc ngày cũng xong thôi, được không ạ, ok chưa các bạn. Đấy gọi là clone, của sự clone thì nhàn lắm, được không. Đấy các bạn đã hiểu cách clone web chưa. Đấy, nếu mà thích mà trải nghiệm làm ấy thì thôi, thì mình tự phân tích xem là chia cột, chia kiếc như thế nào ấy, tự làm. Còn mà lười trải nghiệm thì đấy, có hết mà, copy từng phần thôi, có cả, đâm ra cũng chả hiểu gì, đúng không. Cứ chia từng row một ra, đúng không, mà chơi từng row một, các row này nó có liên quan đến nhau không, bootstrap rồi đúng không. Các row nó liên quan đến nhau đâu, cứ row nào xử lý row đó, đúng không ạ. Cứ từng row một mà chiến thôi, đúng không ạ, quá nhàn. Nhưng mà tôi khuyên các bạn đừng copy cả, cùng nó nhiều quá không biết gì, cứ làm từng row một thôi, được chưa nhỉ. Đấy, cứ từng row một đấy, từng row một mà chơi rất rõ ràng,
vừa vừa tham khảo được hả? Sao em? Bản quyền á? Quyền gì? Lát nữa thay cái logo đi là hết vẹo mà. Đúng không? Thì thế mới bảo là khách hàng bảo làm cho anh một cái size tương tự, rồi bên anh sẽ tự đưa logo cho em thay, đúng không? Nói thật các bạn, thay cái logo đi là hết, chứ cần gì phải thay màu sắc làm gì đâu, đúng không? Thay logo đi là xong thôi, còn mấy cái trang này thì nó là ná ná cho mấy trang khác mà, đúng không? Quan trọng cái trang web này có bôi bao tiền mấy chục triệu, nguyện cũng gì đâu. Thật các bạn, nhiều ông còn bảo em anh làm mấy cái trang kiểu như Lazada các kiểu cho anh một cái. Anh làm trang đấy bao tiền, làm cho cái trang Lazada tầm khoảng 40 triệu. Lazada 40 triệu chắc làm cho anh mỗi giao diện. Đấy, kiểu kiểu thế, người ta thích làm mà các bạn, chả sao cả. Sau đó về mình thay lại cái logo đi là ok hết được, website mà. Không vấn đề gì đâu ha. Cứ thay cái logo đi cái là xong. Thực ra thì chúng ta có thể là thay màu sắc một tí, hoặc là thay cái bố cục đi một chút xíu thôi. Đấy, nếu đúng là thế, nếu mà sợ ấy, thì thay thay tí. Thế còn các bạn mà để ý ấy, ví dụ cái thời mà bọn Lazada mới bắt đầu ra các cái sàn thương mại điện tử mới được giá. Tôi thật các bạn xem mấy cái bên Lazada, Tiki rồi cái gì, Sen Đỏ các kiểu, nó giống nhau đúng không ạ? Nó giống nhau kinh khủng luôn, rồi là các cái trang về chuyên về bán kiểu dạng như là siêu thị điện máy ấy. Ủa nó giống nhau lắm, tôi khác bạn khác mỗi màu thôi ạ. Khác mỗi màu thôi, giống nhau lắm. Ngày xưa ấy, tôi nhớ một đợt có mấy cái bọn như là bọn Thế Giới Di Động này, Trần Anh này, rồi Pico này, gì mấy thằng đó. Ui tôi thấy thật bạn, có khi tôi nghi nó từ một lò ra ấy, bạn giống hết nhau luôn ấy. Giống hết nhau luôn. Cái đợt mà đợt đó là kiểu năm cách đây khoảng 5 7 năm rồi ấy, giống nhau lắm. Nó khác mỗi màu với là bố cục sản phẩm khác thôi, chứ còn hình như kiểu nó tham khảo của nhau hay sao ấy. Hoặc có thể là nó nhờ một bên nó cùng làm hay sao, giống nhau lắm. Thế sau đó chắc là nó có đội riêng, bắt đầu là nó mới sửa lại, rồi nó mới khác được một tí, và bây giờ thì là khác nhiều rồi. Cái này sẽ giống nhau lắm các bạn ạ. Đấy, giống nhau kinh khủng luôn. Thì cho nên là các bạn không phải sợ, và người ta gọi là clone web nhá. Bạn hiểu chưa? Đấy, clone là nhàn mà. Clone là nhàn nhất. Còn ở đây thì chúng ta sẽ học nó chuẩn chỉ hơn, có nghĩa là nó không tà đạo như chỗ này, đúng không? Đó là khi mà chúng ta thiết kế một trang web thì chúng ta cứ mặc định là bên đó người ta sẽ có một cái file thiết kế, người ta vẽ bằng các phần mềm đồ họa, có thể là Photoshop hoặc là Illustrator, người ta vẽ, quan điểm chưa nhỉ? Và công việc của chúng ta đó là chúng ta nhìn cái bản vẽ để chúng ta cắt ra, cắt cái thành phần mà ta cần trong đó ra, rồi chúng ta phải đo đạc nữa, đúng không? Bởi vì trong Photoshop mình phải đo xem là cái menu bao nhiêu, cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu, rồi mình kiểm tra xem màu gì, phông gì, quan hiểu chưa? Có nghĩa là bây giờ là mình lại phải đo và đọc các cái thông số ở trong file Photoshop để mình thiết kế lại, và cái đó thì nó sẽ mất thời gian hơn, bởi vì thứ nhất là gì, HTML là không có, phải tự đi mà làm, đúng không? CSS cũng không có luôn, phải tự đọc các cái thông số trong Photoshop mà biểu diễn, có nghĩa là làm từ A đến Z rồi đấy. Để chưa, chứ còn clone này mà tôi hướng dẫn bạn clone này thì nhanh lắm, một buổi là xong thôi, được chưa nhỉ? Đấy, hướng dẫn các bạn kiểu kia thì các bạn có cái tư duy để phân tích này, rồi các bạn có cái ôn tập lại lý thuyết đấy chứ. Cũng mấy cái này tôi xui các bạn copy paste vào này thì còn làm nữa đâu, đúng không? Thế cho nên là clone này thì rảnh rảnh bạn nào mà làm chuyên về giao diện nhá, đấy thì liên hệ với tôi sẽ cho các bạn đây hướng dẫn làm trang này đây các bạn, đây nha, hướng dẫn làm trang này nha, đây đó, đây đúng trang này luôn, đây nó đâu xa không, rồi tôi vừa kèm cho một nhóm công ty về WordPress đây, thì cô đây 2023 nha các bạn, chú ý cái thằng này là nó vừa cập nhật lại giao diện 2023 đấy. Chứ ngày xưa 2022 ấy, cuối năm 2022 nó giao diện còn một cười lắm. Đây cuối năm giao diện 2022 nó đâu ấy nhỉ? Tôi sẽ cho bạn xem. Thôi rồi, bỏ qua đây này. Đang hướng dẫn các bạn làm đây. Còn mấy buổi nữa là xong. Đây HTML là thôi các bạn. Đấy chưa? Đấy. Đúng nhau mà, đúng không? Không là tự code các bạn, không phải copy HTML nha. Tôi yêu cầu các bạn là các bạn phải tự phân tích HTML rồi tự làm CSS, chứ không làm kia. Bởi vì các bạn làm thì các bạn công ty người ta gửi sang các bạn, công ty bên thiết kế bên làm bằng WordPress ấy, người ta yêu cầu là đây đào tạo cho mấy cái thằng này hỗ cho anh một cái, anh gửi qua đây, kiểu thế thì tôi bắt các bạn học thật chứ không làm cái này được. Thì làm mấy cái kia cho khách hàng nước ngoài các bạn, người ta yêu cầu cao. À, với vấn đề là mình kiểu làm cho khách hàng Việt Nam cái size, cái giao diện gì đó đơn giản thôi, chứ làm khách hàng nước ngoài kiểu người ta đưa tiền tiền to các bạn, là người ta có bộ phận thẩm định các kiểu nó rắn lắm,
mình mà làm vớ vẩn là mình đặt lại mất công mình thôi, không vấn đề đâu. Đấy các bạn nhé, các bạn nào mà đi theo cái trường phái một kiểu chuyên về thiết kế giao diện này để bán cũng như là làm cho bên công ty nào chuyên về các cái CMS kiểu như WordPress, OpenCAD hay là Magento, thì các bạn liên hệ tôi sẽ đưa video cho các bạn, đưa video cho bạn xem. Tôi hướng dẫn lại mấy ông ấy, tôi ghi lại video hết. Sau này lớp mình bạn cần. Tôi chỗ bạn bè tôi mới hướng dẫn chứ tôi không có thời gian hướng dẫn có 5-6 bạn nữa mà cái công ty người ta gửi sang cũng lười chẳng phải bận à. Tôi ghi video sau này công ty nào cần thì tôi có đem cho video luôn nhận. Còn bạn bè thôi thì tôi mới hướng dẫn nhóm nhóm vậy bạn chứ ai có thời gian đâu. Đấy các bạn ơi, thế thì các bạn đã hiểu phân biệt giữa clone web và thiết kế giao diện lại từ đầu rồi đúng không? Một bên là có sẵn cấu trúc này rồi thì cứ thế mà tương thôi. Còn bên thì mình sẽ phải đọc tất cả thông tin ở file Photoshop nha. Thế cho nên hôm nay thì tôi mới bảo các bạn là cài Photoshop ra là thế. Photoshop bạn nào cài rồi thì cứ thế xài thôi. Còn bạn nào mà chưa cài thì đấy. Tôi có gửi cho các bạn cái thư mục có tên gọi là Photoshop có thể bổ ấy. Đây các bạn này, đây Photoshop có thể bổ các bạn này. Đó. Đây, trong này nó có một cái file là Photoshop Portable CS6.exe. Đấy, cứ nháy nút lên mà chạy thôi chứ chả phải cài cùng cả đấy. Đấy, nó là cái bộ sổ, bộ xả của nó ra như này luôn đấy. Bạn cứ nháy nút lên mà đợi thôi. Ok chưa? Thì thông thường thì nếu mà dùng thì người ta hay dùng các cái bản như là CS6 hoặc là CC. Bởi vì nó nhẹ các bạn ạ, mà nó cũng đầy đủ các tính năng. Còn các bạn mà dùng các bản cao hơn bây giờ thì nếu bạn là chuyên đồ họa cơ, bởi vì nó sẽ có những cái trò hay hay lắm, nhưng mà nó sử dụng để cho chúng ta kiểu bị ngợm với đồ họa ấy, ngợm ấy đấy. Chứ còn với cả có những cái tính năng là các bạn phải có card màn hình này các kiểu ấy, kiểu 3D 4D các kiểu ấy. Còn thì nó nặng lắm, còn nếu không thì chúng ta dùng cái bản này thôi các bạn ơi nha. Đấy, C6 CC là được rồi. Còn bạn nào các bản nào mà cao hơn thì tận hưởng thôi, đấy chưa. Còn tôi còn dùng này, tôi cũng có dùng mấy đâu. Photoshop thì tôi cũng thuộc dạng gà vịt đó mà ghép ghép linh tinh chơi thôi chứ còn không biết dùng mấy. Thực ra là cũng ngày xưa cũng dùng nhưng mà lâu lắm, không có dùng tầm khoảng vài năm mà nó quên hết. Ok, tôi sẽ giới thiệu qua cho các bạn cái màn hình sử dụng của phần mềm Photoshop. Chắc là bạn mở lên như này hết rồi đúng không ạ? Các bạn ở trên Mít ơi, các bạn nào mà bây giờ còn chưa mở được Photoshop lên không? Các bạn cố gắng, các bạn làm sao đó mở lên giúp tôi nhá. Tài liệu tôi gửi rồi ạ. À. Thì các bạn mở lên giúp tôi nhá. Cái phần mềm Photoshop của tôi mà các bạn mà dùng ấy là các bạn phải cho nó vào desktop nhá. Tôi cũng không biết vì sao. Phải ra ngoài desktop mới chạy được. Thì các bạn có thể là thay thế bằng một cái phần mềm Photoshop Portable khác bằng cách là lát về các bạn download ở trên Google, lên Google bạn search download giúp tôi nhá. Ta về cẩn thận kéo virus đấy. Ta về quét đi. Bởi Portable thì được cái là nó không có cái key gần là crack cho nên là quét thoải mái. Còn nếu mà dùng bản mà crack thì đừng có quét. Quét xong là phải tải lại. Quét đồ thai crack. Ok, nào. Cái màn hình của Photoshop thì nó sẽ có các cái vùng như sau bạn này. Bên trái này, bên trên này, bên phải này và màn hình trung tâm này. Đấy chưa? Đấy. Ở bên trái này người ta gọi là thanh công cụ các bạn nhé. Thanh công cụ này nó sẽ giúp cho người sử dụng có thể sử dụng các công cụ các bạn này để kẻ vẽ rồi cắt ghép các kiểu bla bla ấy. Đấy, nói chung là để phần mềm Photoshop nó sẽ sử dụng đến 70% các công cụ này để nó thao tác các bạn nhé. Đa phần là dùng thanh công cụ à? Chúng ta chắc chỉ dùng vài công cụ với những cái tính năng cơ bản của nó thôi các bạn ạ. Ta dùng không đến 0,01%, chắc là 0,01% tính năng của Photoshop. Rất ít, rất ít, không đáng kể, coi như là vào chơi tí cho vui. Ở phần trên này thì nó chia ra làm hai phần các bạn ạ. Phần trên này gọi là menu này, thì phần mềm nào chẳng có thanh menu đúng không? Nó sẽ giúp chúng ta can thiệp sâu hơn vào phần mềm đó nhé. Ở phía dưới thanh menu thì nó là thanh thuộc tính các bạn ạ. Thanh thuộc tính, người ta gọi là thanh option đấy. Cái thanh thuộc tính này là gì? Mỗi khi mà các bạn cứ bấm vào một công cụ nào đó ấy, thì cái thuộc tính của công cụ đó ấy, nó sẽ hiển thị ở trên thanh thuộc tính như này. Đấy, được chưa? Đó, mỗi công cụ nó sẽ có những cái thuộc tính khác nhau. Được chưa?
Thế thì hôm sau các bạn chú ý cái thành thục tính này để chúng ta còn đọc các cái thông số của cái file thiết kế nhá. Chúng ta còn biết được là menu này của chúng ta thì rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu, màu gì, đúng không? Phông chữ gì, kích cỡ ra sao, đúng không? Là tất cả nó sẽ nằm ở trên thanh thục tính này các bạn nhá. Ok chưa? Rồi, bên phải của chúng ta ấy cũng chẳng biết gọi là gì nữa. Ngày xưa gọi là thanh palette hoặc là cái gì ấy, bây giờ không biết gọi thế không? Thì bên phải này thì thông thường là nó được sử dụng liên quan đến kiểu dạng như là nó thiên về về kiểu dạng như là các cái kênh màu rồi kiểu các cái chế độ hòa trộn nó trước các kiểu ấy, nói chung là bla bla, nói chung chúng ta không có dùng cái này nhá. Bên phải chúng ta không có dùng tới. Bạn nào chuyên đồ họa thì bên phải này sẽ dùng khá nhiều, nhưng còn mình thì mình không có dùng tới, được chưa? Chúng ta chỉ cần để ý cho tôi một cái tab duy nhất ở trong cái mục bên phải này thôi các bạn ạ. Nó có là cái tab layer này. Đấy. Cái tab layer này nó khá là quan trọng đối với người thiết kế dân đồ họa ấy. Thế còn chúng ta thì chúng ta cũng chỉ cần biết để mà còn làm việc thôi. Cái tab layer này dùng làm cái gì? Thế thì để tôi nói đơn giản này các bạn, để các bạn nghe này. Ở trong đồ họa ấy, khi mà chúng ta ví dụ là chúng ta vẽ một cái con mèo chẳng hạn đi ha. Chúng ta vẽ một con mèo. Thế thì đương nhiên là chúng ta sẽ vẽ cái đầu con mèo này, cái thân con mèo này, chân này, đuôi này, tai, mắt, mũi này, miệng này, kiểu kiểu như thế, đúng không? Chúng ta vẽ. Thế thì nếu như mà bình thường mà chúng ta vẽ thì chúng ta sẽ vẽ tất cả những cái chi tiết đó lên trên một cái tờ giấy, đúng không? Đấy, thế thì khi mà chúng ta vẽ thế mà chẳng hạn như bây giờ tôi thấy là con mèo tôi vẽ tự nhiên mắt to mắt nhỏ các bạn ạ. Thế thì bây giờ chúng ta bắt buộc phải tẩy cái mắt nào đó đi để một là vẽ to ra, hai là vẽ nhỏ đi, đúng không các bạn nhỉ? Đấy. Thế thì lúc này ở trên cái phần mềm Photoshop ấy, khi mà cái nguyên tắc mà chúng ta vẽ hay là chúng ta thao tác cái đối tượng nào đó ấy, thì người ta sẽ không cái layer này nó giống như là một tờ giấy để chúng ta vẽ các bạn, kiểu như thế. Người ta sẽ không bao giờ vẽ tất cả các chi tiết lên trên một layer, mà người ta sẽ vẽ các cái một đối tượng ấy, thì có nhiều chi tiết đúng không? Người ta sẽ vẽ từng chi tiết một lên trên một layer. Ví dụ như chẳng hạn như là chúng ta con mèo thì vẽ mắt chẳng hạn, đúng không? Thì người ta vẽ mắt trái trên một layer, mắt phải trên một layer. Để làm gì ạ? Để chẳng hạn như cái mắt nào đó mà nó bị sai hoặc nó bị sao đó thì người ta chỉ sửa chiếc layer đó thôi, phóng to thu nhỏ layer đó thôi, còn layer kia nó không bị ảnh hưởng. Quan hiểu chỗ này chưa? Đấy, và thậm chí có thể là người ta chỉ vẽ mắt trái ở trên một layer thôi. Cái sau đó người ta nhân cái layer đó ra. Đấy, người ta lật gái là ra mắt phải, quan hiểu chưa? Đấy là cái tab layer này là như vậy, là để chúng ta có thể là gì nhỉ? Chúng ta có thể chia nhiều chi tiết của một đối tượng ra chỉ một cái layer. Nó hiểu chưa? Thấy không? Rồi. Ok, như vậy tôi vừa giới thiệu cho các bạn cái này rồi đúng không? Thế bây giờ chúng ta cùng nhau là gì ạ? Chúng ta cùng nhau mở các cái file Photoshop lên và chúng ta thao tác nhá. Ok, chúng ta mở một cái file Photoshop lên. Thì tôi có gửi cho các bạn 3 file Photoshop ấy, các bạn không biết là các bạn có để ý không? Tôi có gửi cho các bạn 3 file Photoshop các bạn ạ. Đây ạ, 3 file Photoshop ạ. Home laptop rồi home cái gì đây. Đấy, 3 file, home laptop, home smartphone rồi là home tablet. Được chưa? Đấy, tôi gửi cho các bạn 3 file Photoshop. Đây 3 file Photoshop các bạn này. Được chưa? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ mở cả 3 file này lên nha. Để mở một cái file Photoshop ấy, các bạn có thể vào menu file, sau đó là vào open. Đấy. Hoặc có thể là phím tắt là Ctrl O. Được chưa nhỉ? Còn tôi thì tôi cũng không dùng cả hai cách này, mà tôi dùng cái cách mà tôi hay dùng, đó là tôi cứ nháy nút vào cái cửa sổ màn hình như này. À, nháy nút vào. Đấy. Đấy. Thì bắt đầu là nó bảo chúng ta là vui lòng chọn các cái file để mở, thì tôi vừa mới lưu mới copy mấy cái thằng đó ra cái thư mục data này các bạn này. Đấy. Bây giờ các bạn muốn mở file nào thì các bạn chọn file đó thôi, còn tôi cũng muốn mở cả ba thì tôi cứ bôi đen cả ba thằng này. Kéo bôi đen cả ba thằng này, được chưa? Sau đó bấm open. Đấy, tôi mở cả ba lên. Mở cả ba lên xem nó có gì đúng không? Ba thằng mở cả lên. Mở cả lên xem có gì không này. Đấy, các bạn đợi xíu, nó đang tải dần lên nha. Đang tải dần lên các bạn. Đấy, 3 file này các bạn này. Chúng ta có 3 file nha. File home laptop. Chắc bạn đoán được rồi.
đó là cái giao diện ở trên cái màn hình, đó là màn hình laptop và PC, đúng không? File thứ hai là file home tablet, được chưa? File home tablet này là cái file giao diện hiển thị ở trên cái màn hình, đó là màn hình máy tính bảng, được chưa? Và file cuối cùng đó là home smartphone, là cái file mà hiển thị ở trên màn hình, đó là màn hình điện thoại di động, được chưa? Như vậy là ngày hôm nay các bạn thấy là chúng ta có ba cái file này. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn bắt buộc các bạn phải thiết kế được một cái giao diện mà nó hiển thị ở trên ba thiết bị giống như thế này. Có nghĩa trên laptop của nó hiển thị là hai cột như này, được chưa? Trên máy tính bảng thì nó sẽ ẩn phần banner quảng cáo bên phải đi, và trên điện thoại thì nó sẽ ẩn hết cả banner quảng cáo lẫn slide đi, menu thì từ ngang thành menu dọc, được chưa? Đấy, đương nhiên là chúng ta sẽ có một cái nút điều khiển menu nữa, nhưng mà trong cái file này thì nó không có thể hiện ra. Ok chưa? Đấy, đấy là cái màn hình mà, đấy là cái giao diện mà chúng ta sẽ phải nghiên cứu để thiết kế nó giống hệt như thế này các bạn nhé. Giống hệt như thế này. Thế thì ngày hôm nay ý, là chúng ta sẽ phải cắt ra các cái dữ liệu ở trong này để phục vụ cho cái việc đó là ráp giao diện. Thế thì cắt thì các bạn biết rồi, đúng không? Có ảnh nào mà cần là cắt hết ra thôi. Thế thì ảnh nào cần cắt hết thì tôi nghĩ chắc có lẽ là chúng ta sẽ cắt ở cái thằng laptop PC, đúng không nhỉ? Bởi vì nó đầy đủ nhất, chứ còn các bạn thấy là gì, trên điện thoại thì nó không còn cái gì đâu, ẩn hết chứ còn đâu nữa. Thế cho nên là ngày hôm nay thì chúng ta xem qua ba thằng để ta biết là chúng ta sẽ phải làm giao diện ở trên mỗi thiết bị hình dáng như thế nào, đúng không? Chứ còn nếu mà cắt thì có lẽ là các bạn hãy tắt cho tôi thằng điện thoại đi, đúng không? Có gì đâu mà cắt. Rồi thằng máy tính bảng thì cũng ẩn hết chứ còn đâu. Thế cho nên là cũng tắt luôn. Đấy, hôm sau chúng ta làm thì chúng ta sẽ mở nó ra để tham khảo. Còn hôm nay cắt thì có lẽ chúng ta sẽ sử dụng lại cái thằng đó là home của laptop và PC. Bởi vì nó có nhiều hình ảnh nhất, đúng không? Nhiều hình ảnh nhất. Và không thì tắt đi thôi, mà để lại. Còn tôi tắt đi cho nó đỡ bấm nhầm mà thôi. Cũng giúp cho cái việc giảng bài của tôi nó thuận tiện thôi, chẳng có gì đây cả. Các bạn thích các bạn để lại. Ok đây nha. Thế thì các bạn thấy này, bây giờ chúng ta sẽ phải cắt tất cả thành phần này ra để chúng ta ráp lại bằng HTML và CSS, đúng không cả lớp? Thế thì các bạn thấy không? Các bạn có nhìn thấy được các cái nội dung ở trong cái file ảnh này để cắt không ạ? Các lớp nhìn thấy không? Có cái gì nó như con kiến cái kia kiểu có toàn rối lẳng, nó bé quá thế gì đâu nhỉ? Thế cho nên là chúng ta bây giờ phải làm sao phóng lớn nó lên, đúng không? Ok, tôi sẽ giới thiệu các bạn công cụ đầu tiên, nó có tên gọi là công cụ zoom tool, sử dụng để phóng to hoặc thu nhỏ cái màn hình của mình, được chưa? Công cụ đó thì nó hiển thị cái biểu tượng kính lúp đây các bạn này. Đấy, các bạn có thể là bấm chuột, các bạn chọn trái chuột để chọn, hoặc các bạn có thể sử dụng phím Z ở trên bàn phím. Z là cái tắt của từ zoom tool, được chưa nhỉ? Đấy, một là các bạn bấm chọn vào, hai là các bạn bấm Z giúp tôi. Đó. Thế sau khi mà các bạn chọn công cụ zoom tool rồi ấy, thì các bạn thấy là có biểu tượng kính lúp nó có dấu cộng không ạ? Đấy. Bây giờ các bạn cứ đưa cái tài liệu này, đưa cái kính lúp của tài liệu này. Các bạn giữ chặt trái chuột, các bạn kéo ra ngoài, nó sẽ phóng lớn, kéo vào trong nó sẽ thu bé. Đó. Đấy, ok chưa? Được chưa? Đấy, được không ạ? Còn nếu bạn nào mà không kéo kiểu nó chưa quen ấy, kiểu kéo nó cứ bị trượt các kiểu, thì các bạn có thể sử dụng cho tôi phím Ctrl cộng để phóng lớn hoặc Ctrl trừ để thu bé cũng được. À, nhưng mà tôi thì tôi không thích cái này đâu. Cầm chuột này lướt đang quê. Đấy. Đó. Đấy, được chưa? Các bạn có thể Ctrl cộng hoặc Ctrl trừ để phóng to thu nhỏ. Nhưng mà bắt buộc bạn đang chọn công cụ là zoom tool nha. Đấy, hoặc là các bạn là giữ chặt trái chuột bạn lướt này. Ôi giời, lướt này nó hay hơn thế đúng không? Nó đấy chủ động kích cỡ hơn ấy. Đấy, được chưa? Rồi, thế thì các bạn để ý là tôi khi mà tôi lướt ấy, ui quá đà, bình tĩnh. Khi mà tôi lướt ấy thì nó dẫn tới là các cái nó phóng lớn và dẫn tới các cái vùng mà tôi cần nhìn, ví dụ chẳng hạn như là header, footer gì đó thì nó bị khuất, đúng không? Thế thì bây giờ mà các bạn vẫn muốn to mà lại vẫn muốn nhìn cái phần bị khuất thì đơn giản thôi. Các bạn vẫn để nguyên công cụ zoom tool giúp tôi. Các bạn thấy cái phím cách trên bàn phím mình được gọi là phím space ấy, đúng không? Bạn giữ chặt phím space giúp tôi ạ. Đang công cụ zoom tool nhá. Giữ chặt phím space ạ. Đấy, các bạn thấy là từ cái kính lúp nó chuyển sang cái bàn tay không ạ? Đấy, thả ra thì lại thành kính lúp, giữ space thành bàn tay. Thực ra ấy, cái bàn tay này nó chính là công cụ hand tool các bạn ạ. Công cụ hand tool. Thế thì công cụ hand tool các bạn thấy hình bàn tay đây không ạ? Đấy, chúng tắt là hát thì sao ấy? Được chưa? Hát. Nhưng mà các bạn đừng có bấm công cụ hand tool. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn bấm của hand tool, các bạn muốn quay trở về zoom tool thì các bạn lại phải bấm chuột về zoom
Zoom tool. Thôi mình giữ cái space mình thả ra như này chuyển đổi thì có phải nó linh hoạt hơn không ạ? Bạn hiểu chưa? Đấy, cho nên là để chuyển đổi từ hand từ Zoom tool sang hand tool thì các bạn giữ chặt space nha. Thế sau khi mà chuyển sang hand tool thông qua space này, giữ chặt này. Thì bây giờ các bạn có thể là giữ chặt trái chuột kết hợp nhá, vẫn giữ chặt space để có hand tool nha. Giữ chặt trái chuột để bạn kéo này. Đấy, các bạn có thể di chuyển tới cái vùng mà các bạn muốn xem, đúng không? Đó, và bây giờ tôi di chuyển tới logo và tôi cảm thấy logo vẫn đang còn bé, tôi thả hand tool ra. Tôi lại tiếp tục là phóng lớn ra đây nữa, đúng không? Đấy, và tôi giữ chặt hand tool để tôi kéo vào giữa màn hình để xem cho nó thích. Đấy. Bây giờ các bạn hãy sử dụng kết hợp giữa zoom tool và hand tool để các bạn có thể là phóng to, thu nhỏ, đồng thời kéo một cái vùng nào đó, đúng không? Vào để chúng ta xem. Được chưa? Đấy là zoom tool và hand tool nha các bạn nhé. Đấy, các bạn thao tác một tí đi, bởi vì hôm nay về nhà thì tôi yêu cầu các bạn là phải cắt hết cái dữ liệu trên trang này về mà, cái trang này ra mà. Nào, thế thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm cắt giao diện các bạn nhé. Bây giờ tôi hỏi các bạn này, tôi sẽ cho bé bé lại một chút để các bạn nhìn nó toàn cảnh nhé. Toàn cảnh cái giao diện của chúng ta, cho các bạn chỉ có bé bé tí xíu cũng được, bé quá nhỉ. Ông sao khó nhìn nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cắt này. Nào, cắt theo các bạn thì bây giờ chúng ta sẽ cắt những cái gì nào? Bây giờ tôi sẽ hỏi các bạn nha, cắt cái gì nha? Logo cắt không? Có cắt không ạ? Có cắt rồi. Cái chức năng search này có cắt không? Cắt không? Không ạ. Vì sao thế? Các bạn bảo là mình có thể là gì tiếp được, có nghĩa là gì nhỉ? Thiết kế bằng HTML và CSS được, đúng không? Bạn lưu ý này, chúng ta hoàn toàn có thể cắt này ra, chúng ta làm một cái deep cho này vào luôn cho nó dễ, cho nó nhanh, đúng không? Đấy, nhưng mà các bạn phải nên hiểu một điều, đó là gì? Đó là nếu chúng ta cắt ra ấy, thì nó có một số các cái nhược điểm. Thứ nhất là chúng ta bây giờ mà muốn thay đổi lại chẳng hạn kích cỡ các thành phần như này là căng rồi. Có nghĩa bây giờ các bạn muốn chơi cứng cái này như này ấy, thì chúng ta mới cắt như thế này, đúng không? Mà bây giờ mình cắt ra thì muốn, thứ nhất là mình muốn thay đổi lại độ rộng, chiều cao, kích cỡ là hảo hơn. Ngoài ra nữa thì bây giờ thiết kế giao diện đó là phải là hiển thị ở trên các thiết bị khác nhau nữa. Cho nên cái việc mà chúng ta cắt như thế này ra là một cái điều gọi là điên rồ, đúng không? Nhưng mà cái quan trọng nhất ấy là gì? Là nếu như bạn cắt các cái ảnh này ra này, ảnh này ra, thì cái dung lượng của cái ảnh này tôi nghĩ là tương đương với tầm khoảng là vài chục ca các bạn ạ. Yeah, tầm vài chục ca, đúng không? Trong khi đó chỉ một vài dòng HTML CSS thôi chỉ tầm tí thôi, nhẹ rất là nhiều, các bạn hiểu chưa? Thế cho nên là nếu như mà chúng ta có thể thiết kế được bằng HTML CSS thì chúng ta hãy cố gắng, chúng ta thiết kế bằng HTML CSS. Chỉ những gì mà không thiết kế được bằng HTML và CSS thì chúng ta mới cắt thôi, ok chưa? Như vậy trong tình huống này thì các bạn biết là chúng ta chỉ cắt logo là một này, đúng không? Không thiết kế được, Giò hàng có thiết kế được không? Thiết kế tốt, đúng không? Menu thiết kế được không? Làm mãi rồi, đúng không nhỉ? Quả ảnh slider này thiết kế được không? Được không? Cắt rồi, đúng không? Banner, cắt luôn, đúng không nhỉ? Ảnh sản phẩm, cắt luôn. Có cắt cả tên với giá không? Ngài cắt thế, là cười rồi, đúng không? Cắt mỗi ảnh mô tả thôi, đúng không nhỉ? Còn tên với giá thì vẫn là HTML, CSS, chúng ta cũng đã làm bài tập rồi, đúng không? Ta làm chán chê mấy hôm nay rồi, cái phần mà gọi là các cái kiến thức ngoài tôi gửi cho các bạn ấy, đúng không? Không biết các bạn làm chưa? Thì thực ra trên lớp tôi mới nhận được tầm khoảng là gần 20 cái bài gửi thôi, và trong cái đó lớp của chúng ta là 20 mấy người, tôi cũng không biết là các bạn còn lại như thế nào. Đấy, tôi cần nhận được khoảng tầm 17-18 bạn gửi cho tôi. Thực ra là cái hôm mà trước khi mà tôi đăng bài ấy, tôi chỉ nhận được tầm khoảng 9 bạn thôi. Tại sau khi tôi đăng cái bài là thắc mắc là tại sao các bạn không gửi? Thì có thêm tầm khoảng là 8 bạn đấy, hay 7 bạn thì đã còn nhiều lắm đó, gửi lại cho tôi. Vừa rồi có thêm một bạn nữa gửi đấy, cứ giải rác đấy, thì còn tầm khoảng là 5-6 bạn chưa gửi, thì tôi không biết là như thế nào, thì các bạn phải gọi là tự giác nhá. Với các bạn gửi cho tôi thì tôi biết các bạn làm rồi, các bạn làm mà thiếu hay sai thì tôi góp ý nữa, đúng không? Nhưng mà có nhiều bạn rất là học rất là khá và chăm chỉ. Gửi tôi bảo em làm ok nhỉ, vâng em không làm được thì em lại mở giải ra em tham khảo, thế là tốt, đúng không? Thì đó là một cái cách học rất là thông minh. Đấy, có giải mà, tội gì cũng tham khảo mà, đúng không?
tham khảo mà giải mà hiểu được là cả vấn đề ấy. Đâu phải đơn giản mà xem giải được đâu, đúng không? Nhiều người ấy, có khi mà còn giảng cho còn trái hiểu ấy, thì nếu ngồi gì còn xem giải, đúng không? Nên mà xem giải hiểu được là tốt rồi. Các bạn phải tập xem giải đi, bởi vì sau này ấy, không phải tập xem giải, các bạn xem giải đi chứ, phải tập đi chứ, bởi vì sau này các bạn sẽ gặp một trường hợp là sẽ chắc chắn không thể chạy đâu cho thoát, là các bạn sẽ phải mổ cốt người khác ra để các bạn xem nó biết cái gì đấy. Một để học hỏi, hai là để còn sửa ấy, ba là để nâng cấp, còn bổ sung thêm tính năng ấy, được chưa? Thế các bạn phải tập xem giải đi, không xem giải giờ này là đấy, điếc lát luôn đấy, tập xem giải dần các bạn. Khó đau mấy cái chuộc từ đơn giản cho đến là phức tạp ở trên mạng về mổ ra xem dần, đúng không? Học được đến đâu rồi thi thoảng lên trên mạng đau về, sau đó mà làm được dự án rồi thì bắt đầu là nghiên cứu mấy cái chuộc của mấy ông Ấn Độ ấy. Đấy, mấy ông Ấn Độ, mấy ông Ấn Độ thì được cái là mấy ông biết nó basic các bạn, nó biết rất là basic. Giai đoạn đầu chúng ta nên nghiên cứu mấy cái chuộc của mấy ông biết rất là basic luôn, nó biết dễ hiểu nhưng mà nó biết tùm lum tà la, nhưng mà được cái là dễ hiểu dành cho người mới học thôi, còn học chuyên nghiệp rồi nhìn cái code bọn nó buồn cười. Thế thì chúng ta đã biết được chúng ta cần phải cắt cái gì rồi, đúng không? Đấy, đơn giản mà, đúng không? Đấy, logo này, có poster này thôi nha. Rồi thế thì bây giờ biết cắt cái gì rồi thì có lẽ là chúng ta sẽ đến với cái tư duy cắt, đúng không? Tư duy cắt có nghĩa là cắt như thế nào, được chưa? Rồi này, ví dụ bây giờ cắt logo đi, là cái tư duy cắt logo này. Bây giờ cắt logo như này, bây giờ tôi sẽ có một số các cái gọi là cái trường phái cắt, các bạn xem trường phái nào thì nó sẽ là ok này. Thực ra trường phái nào cũng được, nhưng mà trường phái nào thì gọi là tối ưu các bạn nhé. Đây, đầu tiên đại đi, cắt đại cứ chứa logo là được, ok chưa? Cái thứ nhất cắt đại đi, nhanh đúng không? Cái gì mà cứ đại là nhanh các bạn ạ, nhanh lắm, khoanh đại thì mà cắt đấy, cắt đi xong. Cái thứ nhất, cái thứ hai là ui, cái thứ hai thì đây có phải logo đấy, header đấy đúng không? Rồi tôi sẽ cắt bằng đúng header luôn các bạn. Đấy, rất cẩn thận và tỉ mỉ nhá. Đấy, đúng không? Để sau này tôi làm clip header nhỉ. Tôi ốp luôn ông logo này vào là xong, nhẹ nhàng tình cảm. Đúng không các bạn? Đời lằng nhằng nhiều. Ok chưa? Rồi, cách thứ ba là cách của những người gọi là tiết kiệm, sát vào, sát. Dẹp hết vào. Đây, ok, sát nhá. Đấy, cách thứ ba. Nào, các bạn thích trường phái nào? Một, hai hay ba? Một là đại đi, đúng không? Hai là sát bằng đúng cái logo rồi đỡ phải làm nhiều. Ba là sát hết vào cái logo. Cách nào ạ? Hai, đúng không? Hai có vẻ là nhạt nhỉ? Nào các bạn ở trên mít là thích cách mấy ạ? Cách một là đại nhá, đại đi ha. Cách hai là bằng header luôn, để lát nữa làm của image làm trong header cái coi như là xong việc luôn này nhỉ? Và cách thứ ba thì là sát hết vào, sát ơi là sát không thể còn sát hơn được nữa. Nào cách nào các bạn nhỉ? Các bạn chỉ biết được cách nào, các bạn hãy cho tôi 1, 2, 3 nào. Nào, ở lớp chúng ta đông này mười mấy người mà. Ôi, nó có cả cái gì mà official này, nó là kinh khai à. Mình là official. Ôi, mà tại sao official lại chơi 3, 2, 1 là sao ạ? Sao lại là 3, 2, 1 sao lại nhỉ? Này là gì ạ? Này là sao? Có nghĩa là linh hoạt này đúng không? Linh hoạt tùy trường hợp kiểu thế đúng không? Ok, câu trả lời này hơi bá đạo đấy. 3, 2, 1. Chọn cùng chọn logo tách nền à? Ôi trời ơi, đang hỏi cách nào đấy thì trả lời câu nó lạc quẻ đấy. Chọn vùng chọn logo rồi tách nền à? Cách 4 ấy. Không, cách 4 được đâu, đừng vơ vẩn vậy. Cái giao diện này các bạn mới làm được điều đó. Giao diện khác người ta vẽ chồng trận lên nhau là chúng ta không tách kiểu đó đâu nha. Không tách được. Giao diện này thì các bạn làm được kiểu đó thôi. Bởi vì giao diện này ấy, người ta vẽ một đối tượng trên một layer, đồng ý không? Chứ chẳng hạn như bây giờ mà người ta vẽ hai đối tượng trên một layer thì sao? Các bạn làm sao mà làm kiểu đó được? Đúng không? Bạn làm sao làm cái đó được? Người ta vẽ, bây giờ tôi nói đơn giản thôi, người ta vẽ hai đối tượng trên một layer, các bạn làm thế là các bạn cắt được cả hai đối tượng à? Đúng không? Đấy là không dùng cách này là dùng theo kiểu như là cái gì nhỉ? Người ta nói trong khoa học người ta gọi là cái gì? Gọi là điều kiện tiêu chuẩn đấy, đúng không? Đấy, có nghĩa là mọi thứ nó rất là ok thì chúng ta mới làm cách này được thôi, chứ còn
nếu như chẳng hạn như là chúng ta có nhiều đối tượng trên một layer, bây giờ mình phải cắt một đối tượng nó ra, thì mình tách kiểu này thì nó ra cả đống đối tượng luôn mà, đúng không? Đâu được, cách này không không ok lắm, nó không phải là cách mang tính chất là chuẩn chỉ nha. Cho nên cách 4 này là không có đâu ạ. Đa phần thì là cách 3 đúng không ạ? Đa phần thì là cách 3. Ok các bạn ơi. Ok các bạn ơi. Đúng, cách 3 là cách mà người ta sẽ sử dụng chính cho các bạn nhé. Cách 3. Bởi vì sao lại cách 3 các bạn? Bởi vì riêng quả cách 1 này ấy thì nó có vẻ như là hơi bừa bãi nhỉ. Chúng ta mà muốn logo chúng ta đưa vào, các bạn biết rồi, nó sẽ lệch tung hết cả lên và chúng ta sẽ cần phải gọi là điều chỉnh lại cái vị trí của nó so với là cái div, đúng không các bạn? Như vậy cái cách này thì chúng ta sẽ phải biết CSS nhiều hơn, phức tạp hơn. Chả ai dạy cho cách này cả, đúng không? Cách số 2 đó là chúng ta chọn nguyên bằng cái header. Có vẻ như mới đầu nhìn nó tiện thật. Tiện là gì? Là chúng ta hầu như có vẻ như là không cần phải báo CSS, nhưng mà không phải báo thì cũng chỉ có mỗi là cái thuộc tính hay độ cao thôi, đúng không các bạn? Chứ cũng tốt hơn là cái gì đâu, đúng không ạ? Trong khi đó thì các bạn biết là bạn cắt to ra như này thì dung lượng ảnh nó sẽ lớn hơn, nó sẽ nặng hơn, phải không? Và chúng ta biết rồi, chúng ta tối ưu mỗi thứ một tí thì giao diện nó sẽ lốt nhanh hơn, đúng không? Như này là ấy rồi. Rồi ngoài ra chẳng hạn như một hôm nào đó mà ngẫu hứng lên sếp lại bảo em ơi, tình hình anh thấy cái header này của chúng ta nó hơi bé, anh muốn nó cao như thế này thì chúng ta trăm phương nghìn kế chúng ta cắt nó bằng như thế này, rồi bây giờ nó cao ra này nữa thì có vẻ như là nó lại vô ích rồi, đúng không các bạn nhỉ? Bạn hiểu chỗ này không? Đấy, nó lại vô ích rồi, chúng ta cắt cho nó bằng rồi, nhưng bây giờ lúc sếp yêu cầu nó cắt nhỏ hơn, là bây giờ logo nó bé đi, hoặc là bây giờ header nó to ra thì nó vô ích rồi. Thế cho nên là chúng ta cứ cắt sát thôi nhỉ. Để cắt sát thì bây giờ mình cho cái div thì nguyên tắc là nó sẽ nằm kiểu như này, đúng không? Và sau đó chúng ta mà thích vào giữa hay vào đâu, chúng ta cứ merge padding gì đó để chúng ta căn thôi, được không ạ? Còn nếu mà là background thì là cứ position background position để mà còn nhớ mà, để mà chúng ta định vị thôi, đúng không? Nếu mà background thì là position, còn nếu như mà là thẻ img thì cứ merge padding thôi, phải không cả lớp? Thế thôi, ok chưa? Cho nên là nguyên tắc cắt thì thôi, chúng ta cứ cắt sát, tất cả mọi thứ đều sát, cả ảnh sản phẩm cũng sát nhá. Sát để gì? Sát để nó không chứa những cái thành phần thừa các bạn, để khi đưa vào cho đẹp này, rồi dung lượng nó lại cũng nhẹ này, được chưa? Thống nhất thế nhá. Rồi ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thế ha. Rồi, thế bây giờ chúng ta đã xác định được cái cắt rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cắt thôi. Thế thì bây giờ tôi mà cắt cái logo này các bạn này, thì tôi hỏi rằng là các bạn biết cái logo này của chúng ta nó sẽ có nền là màu gì các bạn? Ở màu đen đúng không? Thì màu đen. Thế thì nếu như một hôm nào đó mà chúng ta lại muốn thay đổi lại header này thành một cái màu khác, chẳng hạn là màu đỏ đi, ví dụ như gần Tết chúng ta muốn cho nó cái trang web này có không khí Tết chẳng hạn, đúng không? Mình thay đổi lại cái banner này từ đen thành đỏ chẳng hạn, thì tự nhiên chỗ này lại có cái mảng đen xì này, đúng không? Thế cho nên là lúc này cái logo của chúng ta màu đen ở chỗ này nó là hơi bị vô lý nhỉ. Cho nên là thông thường này, chỗ này thì cái logo thì cái chỗ này nền nó phải là màu gì các bạn nhỉ? Màu trong suốt. À, có nghĩa là không có màu đen. Để khi mà chúng ta đưa vào cái nền nào thì nó sẽ lấy cái nền đó thôi. Các bạn hiểu chỗ này không ạ? Các logo ấy, các logo là nền nó là trong suốt các bạn, đúng không lớp? Các logo là 100% luôn nhá. À không, 100% thì không dám, xin lỗi các bạn, nó phải 90% thì nó là nền trong suốt nhá. Các logo người ta sẽ là nền trong suốt các bạn ạ. Đấy. Thế thì bây giờ mà chúng ta cắt nền màu đen, bây giờ muốn nền trong suốt thì sao? Có nghĩa là gì? Các bạn để ý là ở trong cái vị trí này, người thiết kế người ta đã thiết kế gì các bạn nhỉ? Cả layer gì đấy, logo lẫn layer header nằm cùng chung một chỗ, đúng không? Thế cho nên nó chồng chất lên nhau này. Thế bây giờ mà chúng ta mà muốn sao nhỉ? Muốn lấy cái thằng này không thôi thì chúng ta phải tắt cái layer header đi, đúng không? Ok. Thế thì bây giờ tôi hướng dẫn các bạn cách thức là tìm tới một cái layer nào đó và tắt cái layer đó đi, hoặc là bật nó lên. Rất đơn giản. Các bạn nhìn cái tab layer này, các bạn có thấy cái biểu tượng con mắt không? Đấy, tất cả các layer đang có biểu tượng con mắt này, có nghĩa là các layer đó đang ở chế độ đó là hiển thị. Các bạn chỉ cần bấm vào ví dụ header đây, tôi bấm vào con mắt này. Đấy, các bạn thấy tắt chưa? Tắt con mắt chưa? Tắt con mắt các bạn thấy đồng thời mất luôn cái header luôn này. Thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Như vậy các bạn đã biết bật tắt một layer chưa? Đấy, cái biểu tượng con mắt thôi, con mắt hiển thị là bật, còn con mắt mà không hiển thị thì là tắt. Được chưa? Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta đâu phải là chúng ta tắt cả header đâu, chúng ta chỉ tắt cái nền thôi, đúng không? Tắt cả header thì mất luôn cả logo ở đâu nữa.
Thế thì bây giờ chúng ta cần phải tìm chính xác cái layer nền này, nó là layer nào, đúng không? Ok, nào, cách thức để tìm một layer trong Photoshop này các bạn này. Đầu tiên bước 1, các bạn hãy tìm các bạn hãy chọn cho tôi công cụ là Move Tool. Được chưa? Tính tắt là V. Đây ạ. Move Tool đây các bạn này, tính tắt là V ạ. Ok chưa? Các bạn có thể dùng tính tắt V và các bạn bấm chọn Move Tool ạ. Sau đó các bạn đưa cái con trỏ chuột công cụ này tới cái layer mà các bạn muốn tìm. Tôi đưa vào đây được không? Đưa đây thì chết, đưa đây chúng ta đang đưa trùng cả logo lẫn nền này. Đừng nó dại. Kể cả đưa vào đây tôi cũng không thích cơ. Tôi đưa đây cho chắc. Đúng không? Đưa đây có khi thằng thiết kế lại vẽ ra tít dài thế này sao? Đúng không? Hoặc là cái shirt nó vẽ tít dài này sao? Ôi cứ đưa ra đây cho chắc nhỉ, đưa đây chắc là không ai vẽ logo tít ngoài này đâu đúng không? Đấy, an toàn hơn này. Được chưa? Các bạn đưa ra cái vùng mà các bạn muốn tìm cái layer đó ấy, đúng không? Đây. Sau đó các bạn giữ chặt cho tôi phím ALT ạ. Khi các bạn giữ chặt ALT thì các bạn thấy cái mũi tên của chúng ta nó biến thành mũi tên kép chưa? Rồi, ok. Vẫn giữ chặt ALT nhá. Vẫn giữ chặt ALT này. Các bạn phải chuột cho tôi một cái thôi. Các bạn biết phải bên nào không? Bấm cho chuẩn nhá. Phải nhá, đừng có trái nhá. Phải ạ. Phải một cái ạ. Rồi, các bạn nhìn sang cái tab layer, các bạn thấy nó đang nhảy cái tô màu tới cái layer BG không ạ? Nào vẫn giữ chuột, vẫn giữ chuột. Ok, nhìn thấy chưa? Rồi, thả ALT ra giúp tôi ạ. Thả ALT ra. Các bạn tắt con mắt đi là sao? Đấy. Ok chưa? Đấy, được không ạ? Tiếp tục, tiếp tục. Thế thì khi mà chúng ta tắt được cái header rồi, cái BG của header rồi thì các bạn thấy là lúc này logo của chúng ta có vẻ như nó lại đang nằm trên cái màu xám xám gì đó đúng không các bạn nhỉ? Và đây vẫn không phải là trong suốt các bạn ạ. Và đây là cái màu nền của body của toàn bộ trang web ạ. Đúng không? Đấy, có nghĩa là cái trang web này nó có cái màu nền là màu xám của toàn bộ body các bạn. Gọi tên body cho background ấy ạ, đúng không? Được chưa? Thế thì bây giờ lại phải làm sao? Lại tắt tiếp cái body này đi đúng không? Ôi giời, tắt tiếp, nói chung thằng nào cản trở chúng ta, chúng ta xử hết thôi đúng không? Lại tiếp tục là đưa con trỏ chuột công cụ Move Tool ấy, đưa vào. Lại giữ chặt ALT. Khi mà nào mà biến thành mũi tên kép lại phải chuột một cái. Đấy, được chưa? Tìm được rồi đây này. Thả chuột ra, đúng không? Sau đó Apis thả ALT ra. Tắt này. Đấy, thấy gì không? Thấy caro không? Khi mà các bạn thấy cái caro này ở trong Photoshop nó chính là trong suốt đấy ạ. Được chưa? Đấy. Caro ở trong suốt. Rồi. Bây giờ các bạn thấy là chúng ta sẽ dùng công cụ là Move Tool nhỉ? À, cần Zoom Tool nhỉ? À, zoom lớn lên tí. Đấy. Zoom lớn lên tí. Được chưa? Ôi, zoom không ăn thua, nói chung là mờ tịt này. Được chưa? Rồi. Bây giờ là chúng ta biết chắc chắn rằng là cái cần cắt của chúng ta đây rồi đúng không các bạn? Đấy. Cắt nhá. Để bạn làm được cái này chưa? Trước đấy à? Ok đấy. Trước đấy là cái bước nào? Bước sao phải có đúng chi tiết không? Sao ta cho em ghép không được này? Ủa sao ta cho em ghép không được này? Ở cái bản này của tôi sao? Ta cho ghép không? Ta cho ghép không? À từ Google thì là chưa tắt cái này. À, ok rồi. À, cũng không được. Lỡ nhỉ. Không sao. Tôi sẽ bách lại lịch sử của nó vậy. Đây, tắt nền nha. Bây giờ tắt cái này đúng không? À, tắt này thì tương tự thôi, lại giữ chặt ALT này. Có phải cả cái nền xám to to này đúng không em? Phải cho một cái đi. Thế nó nhảy tới cái BG này chưa? Giữ chặt ALT. Được chưa? Đấy. Bấm con mắt này. Đấy, thì nó ra cái này này. Các bạn có thể là dùng công cụ Zoom Tool để phóng lớn nó một chút để nhìn nó dễ hơn nhá. Dùng công cụ Move Tool để kéo màn hình này. Các bạn ở trên Meet ơi, các bạn đã tạo ra được cái kết quả như này chưa? Nếu được rồi các bạn gõ 1 giúp tôi được không? Dễ mà, trời ơi, chúng ta là những coder tương lai mà mấy cái thao tác này căng quẩn thì căng quá nhỉ. Personality đúng không? Ít nhất phải biết sử dụng Photoshop ở mức độ cơ bản để còn cắt ghép linh tinh thì chơi đúng không? Hay mà. Biết dùng tí tí thôi đúng không? Ít khoảng còn mình chơi. Các bạn xong rồi, bạn nào mà gặp khó khăn thì cứ nói nhá. Có thể xem màn hình lên để tôi xem, tôi hướng dẫn ạ. Đấy, đây là thao tác cơ bản trong cái việc mà chúng ta sẽ tìm ra những cái thành phần mà chúng ta muốn cắt, được chưa? Ok chưa? Nào bây giờ cắt này các bạn này.
Bây giờ cắt này, cắt nha. Thế thì để cắt thì các bạn sử dụng cho tôi một công cụ. Đấy, nó có tên gọi là crop tool. Viết tắt là C. Đây, công cụ crop tool này các bạn này. Đây. Đấy, nó kiểu công cụ này này. Đấy, tắt là C nhá. Đó. Crop tool. Được chưa? Crop. Đấy, công cụ crop tool, chúng tắt là C nhá. Các bạn kéo đại lấy một cái vùng quanh cái logo của mình đi các bạn ơi. Đấy, kéo đại đi. Đấy, bắt đầu là nó sẽ giới hạn cái vùng của chúng ta rồi này. Các bạn thấy nó có 8 cái điểm không ạ? Đây, 8 điểm đây. Mỗi 4 đỉnh và trung điểm của các cạnh đây, 8 điểm đây. Các bạn sẽ đưa chuột vào, giữ chặt cái chuột rồi bạn kéo vào thôi, kéo sát vào. Kéo nó tới gần tới nơi nó tự hút vào các bạn ạ. Đấy, cho nên các bạn không lo đâu, kéo gần tới nơi tự hút vào, tự bám chặt vào luôn đấy. Đấy, các bạn thấy tự nhiên nó bám vào không? Đấy, các bạn cứ kéo gần tới nơi là nó bám vào đó, yên tâm. Không sợ. Cứ kéo gần tới nơi nó sẽ bám vào các bạn, đấy. Nó tự nó bám vào luôn. Cứ kéo gần gần tới nơi nó bám vào, đấy, như vậy bám dính sát luôn rồi các bạn này. Ok chưa? Đấy, như vậy là tôi đã giới hạn ra một cái vùng để chuẩn bị cắt với cái logo các bạn ạ. Được chưa? Xong rồi thì các bạn enter thôi. Enter thôi bạn. Đấy, enter thôi. Đấy. Ok chưa? Công việc cuối cùng đó là chúng ta sẽ lưu cái file này lại, đúng không? Thế thì lưu thì các bạn chú ý, các bạn không được phép là Ctrl S để lưu, bởi vì nếu mà lưu thế chúng ta lưu luôn cả cái file của chúng ta lại thành như này mất. Thế cho nên là các bạn phải lưu ra một file mới, đúng không? Ctrl Shift S, đúng không? Các bạn có thể dùng Ctrl Shift S là phím, hoặc là các bạn bấm vào file này, menu file này. Đúng không? Sau đó là các bạn chọn tới là Save As, đúng không? Hoặc phím tắt là Ctrl Shift S. Được chưa? Đấy. Chọn cách nào được thì tôi khuyến khích các bạn trong bất cứ tình huống nào thì nên dùng phím tắt nhá. Đó nhanh. Đấy, Save As hoặc là Ctrl Shift S. Đấy. Và sau đó rồi thì chúng ta sẽ lưu nó ở đâu đó mà chúng ta muốn. Thì chúng ta sẽ lưu ra ngoài desktop nha. Tôi sẽ lưu tạm ra ngoài desktop cho các bạn nha. Đây, lưu ở desktop nha. Sao thế? Nó giấu ở phía dưới ấy. Em phải chuột nó công cụ thì em sẽ thấy một list công cụ của nó. Cái đó là do em sắp xếp đấy. Đôi khi công cụ của ta nó bị giấu các bạn. Nó bị giấu nằm ở dưới, bạn nhìn không nhận ra bởi vì là nó là công cụ thứ hai, thứ ba ở trong cái nhóm. Được chưa các bạn? Thế thì bây giờ tôi sẽ lưu vào desktop nha. Thực ra lưu động được tùy các bạn, nhưng tôi lưu vào desktop được bạn dễ nhìn thôi. Ở chỗ này này, để ý này, ở đây là file name này và format này là định dạng file này. File name các bạn chú ý, các bạn sẽ đặt tên tùy ý, đặt tên là logo nha. Còn các bạn muốn file nó định dạng gì ấy, thì các bạn đừng có chấm chủng gì ở đây nha, không có tác dụng đâu. Không có tác dụng đâu nha. Các bạn phải chọn format chỗ này này. Được không ạ? Đấy, file kiểu gì các bạn chọn format này này. Thì các bạn biết rồi, file mà muốn hiển thị được trong suốt thì định dạng là gì mới trong suốt được các bạn nhỉ? Đúng rồi, PNG, PNG. File PNG là file trong suốt các bạn nhé. PNG, file trong suốt. PNG đấy. Đây các bạn nhé. Và tôi cũng lưu ý luôn với các bạn như sau. Khi các bạn cắt, tất cả các cái file chúng ta cắt sẽ là file PNG. Trừ khi ảnh của các bạn là những bức ảnh kiểu dạng như là mặt người này, đúng không? Và phong cảnh này rất là nét. Đấy, thì các bạn mới lưu ở dạng JPG thôi. Còn không thì đa phần thì các banner quảng cáo tất cả mọi thứ thì đều lưu ở dạng PNG nhé. Bạn hiểu chưa? Bạn nhớ giúp tôi điều đó. Tất cả đều lưu PNG giúp tôi nhé. Rồi sau đó xếp lại. Ok thôi. Được rồi các bạn. Như vậy là được rồi đấy. Chúng ta ra ngoài chúng ta xem thử xem có cái logo ở bên ngoài desktop hay không nhé. Đây các bạn này. Đây đây. Đây các bạn này, đấy. Logo của ta đấy, đấy chưa? Nó nền trong suốt đấy, bởi vì là cái trình hiển thị ảnh của chúng ta nó màu đen nên là nó sẽ nhìn thấy đen. Được chưa các bạn? Thế thì sau khi mà chúng ta đã cắt và lưu ra rồi thì bây giờ các bạn quay trở lại cái phần mềm Photoshop để mình bắt đầu là mình sẽ cắt những thành phần khác. Thế thì các bạn thấy là bây giờ cái trạng thái của cái hành động của chúng ta bây giờ nó đang nằm ở cái bước này.
là vừa mới enter cái công cụ cắt xong. Thì bây giờ các bạn chú ý, các bạn để ý giúp cho tôi ở bên khung phải của mình này. Bên phải của mình các bạn để ý này. Các bạn có thấy mũi tên ở trên cái tab này không ạ? Các bạn bấm vào mũi tên này, các bạn sẽ thấy đây là một cái công cụ gọi là history ấy. Các bạn bấm vào mũi tên này ạ. Đấy, các bạn sẽ thấy một cái tab là history, là lịch sử quá trình mà chúng ta làm việc đấy. Đấy. Thì các bạn chú ý là nếu như bạn nào mà chuyên đồ họa thì nó sẽ có các bước các bạn làm. Bước A, bước B, bước C ấy, các cái hành động các bạn thao tác trên cái file ấy, nó sẽ lưu lại từng bước giống kiểu backup ấy. Đấy, các bạn cứ quay lại bước nào, các bạn bấm vào quay lại bước nào, quay lại bước đó. Được chưa nhỉ? Đấy, còn chúng ta nãy giờ chúng ta chả làm mấy cả, thế cho nên là vừa tôi là vừa backup lại ấy xong. Thế cho nên là tôi sẽ bấm vào đầu nha. Đấy, các bạn cần bấm về cái đầu tiên là nó sẽ hiển thị lại trạng thái cái file ở lúc ban đầu. Thế thôi ạ. Đấy nhá, history các bạn nhá. Đấy, history, đấy. Các bạn thích bước nào các bạn bấm cái bước đó nhá. Ok. Đấy, như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn xong cái cách mà cắt một cái file bất kỳ ở trên cái giao diện rồi đúng không? Nếu mà file đó các bạn không thấy ảnh hưởng thì các bạn cắt thôi. Còn bị một số thằng ảnh hưởng thì các bạn tìm tới các thằng ảnh hưởng các bạn tắt đi, đúng không? Tắt đi. Ok chưa? Các bạn chỉ biết đây, các bạn đã hiểu cách vừa rồi chưa? Hiểu rồi có một chút tôi biết. Không ra được cái crop á, hay gì? Cái caro trong suốt á. Không được. Thầy ơi, thầy chỉ lại cái cách cái cắt background đi ạ. Chỉ lại cái nào, cái tìm ấy ạ? Vâng, cái đầu tắt bước đầu ấy. À cái tìm layer để tắt đi ấy ạ. Vâng ạ. Ok các bạn ơi, đây là đơn giản mà. Nào các bạn tập trung này. Thế thì bây giờ các bạn nhìn nhá, có phải là rõ ràng bây giờ là cái logo của chúng ta ấy là nó đang bị cái màu đen đen này này, nó nằm phía dưới không? Bây giờ mình cắt là màu đen các bạn. Thế bây giờ mình phải tắt cái layer màu đen này đi này. Thế để tắt đầu tiên, bước đầu tiên này các bạn phải sử dụng công cụ Move Tool này, hiểu chưa? Đây, công cụ Move Tool. Được chưa? Sau đó tìm tới cái layer, đưa con trỏ chuột tới cái layer mà các bạn muốn tắt. Đây, con trỏ chuột ở đây nhá. Được chưa? Đây này. Sau đó các bạn giữ Alt ạ. Các bạn ý giữ Alt phải hiển thị thành mũi tên kép này. Tháo Alt ra mất tên kép này, thấy không? Giữ Alt là mũi tên kép này. Đấy, khi nào mà nó hiển thị là mũi tên kép ấy, các bạn phải chuột tôi một cái. Đó, đây, các bạn thấy nó nhảy tới cái thằng busy được không ạ? Đây nó nhảy busy thế này. Đó, thì cái busy đấy chính là cái layer này các bạn này. Thì bây giờ các bạn thả Alt nha, phải thả Alt ra các bạn nhá. Các bạn là giữ Alt nó tắt tất cả thằng lại, nó giữ lại thằng này nhá. Các bạn hiểu chưa? Nó ngược lại mà. Các bạn phải thả Alt ra. Sau đó các bạn bấm vào biểu tượng con mắt này này để tắt cái busy này đi này các bạn này. Đấy, thấy chưa? Thế thì bây giờ sau khi tắt cái busy rồi thì bây giờ chúng ta thấy là vẫn còn màu xám của toàn bộ trong web. Thì bây giờ mình lại phải tìm cái layer mà hiển thị màu xám này các bạn này. Lại giữ chặt Alt. Đấy, thì mũi tên kép không? Phải chuột một cái. Đấy, nó lại nhảy tới cái busy màu xám xám các bạn này. Các bạn lại thả Alt ra. Được chưa? Rồi lại bấm vào biểu tượng con mắt để tắt cái màu xám này đi ạ. Đấy, bây giờ nó ra trong suốt rồi này. Dễ mà. Dạ. Vâng. Thế anh? Em thử nhá. Nhưng mà dùng công cụ gì anh? Mà công cụ gì ạ? Nó không nhảy ạ. Sao nhỉ? Ok các bạn bị lỗi thì các bạn đợi tôi một chút nhé, để tôi xem các bạn chi biết, các bạn chi biết ok hết chưa các bạn ơi? Các bạn hiểu chưa? Dạ rồi ạ. Ok nha. Các bạn đợi tôi xíu, đợi tôi vài phút, sau đó tôi sẽ giao cho các bạn một công việc để các bạn làm. Tôi kiểm tra cho một vài bạn ở phía dưới đã, các bạn đã chưa làm được. Các bạn đợi xíu 5 phút nha.
Nào, nếu mà các bạn xong rồi thì chúng ta quay trở lại cái giao diện ban đầu và tôi sẽ yêu cầu các bạn cắt một cái này nữa rồi thì chúng ta nghỉ này. Đây, giao diện ban đầu đây đúng không? Bây giờ các bạn cắt cho tôi cái này nữa thì ta sẽ nghỉ đã, nhưng mà đừng nghỉ vội nhá. Cắt xong rồi thì ngồi đấy đợi tôi sẽ giao công việc về nhà nhá. Vì thứ năm tuần này là bắt đầu chúng ta cốt dự án rồi mà. Tôi sẽ giao công việc các bạn đây. Bạn thấy cái sản phẩm được không? Đây, bạn cắt cho tôi cái thằng này ra cho tôi nhá. Đây. Đấy. Bạn cắt cái product ra rồi. Một cái thôi. Mấy thằng này giống nhau cắt hết làm gì trời. Đấy các bạn cắt giúp tôi ạ, các bạn Jimmy ơi, các bạn cắt cái sản phẩm này giúp tôi ạ. Ở đây các bạn sẽ phải làm sao nhỉ? Chúng ta thấy là chúng ta sẽ phải tắt cái màu trắng của cái nền sản phẩm đi đúng không ạ? Rồi chúng ta lại tắt tiếp cái nền màu xám của body đi. Thì lúc đó chúng ta mới cắt được cái ảnh này phải không? Như vậy là cũng giống như thằng logo thôi, phải tắt hai thằng đúng không? Đấy, phải tắt hai cái đó đi các bạn nhá. Tắt cái nền màu trắng là một này, tắt vào cái nền màu xám là hai nhá. Trên Photoshop có mấy cái dọc xanh đấy, mình tắt đi được không ạ? À, cái gai này ạ, à? Cái gai này là để người ta ấy mà, được mà bạn. À, các bạn muốn bỏ cái gai này là để chúng ta chia, để thiết kế đấy, để thiết kế chuẩn đấy. Các bạn nên để nhá. Nên để bởi vì hôm sau các bạn sẽ đoán xem là cái đoạn này của chúng ta sẽ là LG mấy rồi MD mấy ấy, các bạn hiểu chưa? Nên để nhá. Còn các bạn mà cảm thấy nó ngứa mắt thì các bạn bấm cái vụ tôi cũng chả biết mà tôi dùng tay thôi. Tôi không biết tắt ôn là cái gì cả. Tôi không chuyên Photoshop. À, nếu mà tắt tay thì các bạn dùng công cụ này các bạn này, mù tool này các bạn. Các bạn đưa chuột vào này, các bạn thấy không? Các bạn kéo cho nó mất hết đi thôi. Đấy, giữ chặt trái chuột để kéo cho nó mất đi. Được chưa? Nhưng mà cái đường gai này là mấy cái đường để người ta xác định là tỷ lệ giữa các thành phần để sau này người ta chia trong bút chác các bạn. Thực ra là bên thiết kế thì để người ta chia tỷ lệ phần trăm. Còn chúng ta cũng dựa vào đó để chúng ta chia cái giao diện của chúng ta sau này ấy. Cho nên các bạn đừng có tắt thì sau này chúng ta không biết được này đây. Ví dụ bây giờ các bạn tắt hết thì các bạn chịu luôn, không biết được là bây giờ là gì nhỉ? À, bây giờ là cái thằng này này, nó chiếm bao nhiêu phần của toàn bộ giao diện đúng không nhỉ? Đấy, rất khó để nhận diện đấy các bạn, đúng không? Khó. Chúng ta để lại cái đường gai thì là ok. Đấy, để lại thì chúng ta sẽ biết rõ hơn đúng không? Thì các bạn ơi, chủ yếu là tôi dạy cho các bạn, thứ nhất là cái tư duy mà chúng ta sẽ cắt đúng không? Thứ hai là tôi dạy cho các bạn biết được là chúng ta sẽ cắt cái gì thôi, chứ còn nói về cái kỹ năng về dùng Photoshop thì bạn nào mà thành thạo ấy thì các bạn cứ dùng theo những gì mà các bạn làm được thôi, bạn đừng quan tâm tôi sử dụng cách nào nhé, đúng không ạ? Bởi vì tôi dạy cho các bạn ở đây là dạy các bạn cái tư duy để bạn cắt thôi, chứ tôi có chuyên Photoshop đâu, cho nên là có thể là những kiến thức của tôi nó hơi cồng kềnh ấy, kiểu thế. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng không đến mức độ mà nó nói đâu, tôi nghĩ là cũng đều là những cái thao tác mà nó cơ bản mà. Còn nếu bạn nào mà đang quen dùng với những cái cách thức nào đó khác thì các bạn cứ dùng thôi, miễn làm sao các bạn cứ lùi cho tôi mấy cảnh đó để hôm sau chúng ta làm thôi mà. Bây giờ là 8:13 thì tôi cho các bạn 7 phút nữa nhá, để các bạn hoàn thiện cái việc đó là cắt nốt cho tôi cái sản phẩm này ra nhá. Được chưa? Cắt nốt cái sản phẩm này ra cho tôi một cái thôi, các bạn không cắt nhiều làm gì, nhiều về nhà cắt. Sau đó rồi thì các bạn ngồi đợi tôi một chút, tôi sẽ yêu cầu công việc về nhà làm gì, để buổi sau chúng ta chỉ có bắt đầu là làm việc cốt thôi. Buổi sau các bạn chú ý là chúng ta sẽ về khá muộn đấy, đi học đúng giờ giúp tôi nha, và các bạn cũng chuẩn bị tinh thần sẵn bởi vì có khả năng là trời cũng sẽ lại dông và mưa đấy. Thế cho nên là chúng ta cũng chú ý. Nếu mà trời mà có dấu hiệu là các bạn phải xác định được ngay là chúng ta học online hay là chúng ta học trực tiếp, đúng không? Bởi vì nguyên tắc là không được phép học muộn buổi đó đâu.
chúng ta cố gắng làm sao đó 7 giờ là chúng ta phải bắt đầu được ngay. Đấy, cho nên là nếu mà các bạn không đến được là các bạn xác định luôn là on mid luôn, đúng không? Còn nếu đến được thì phải đến sớm một chút, không là tắc đường lại lại không không tới được đúng giờ. Thứ năm là chúng ta bắt đầu là code dự án các bạn nhá. Đây, ta sẽ cắt luôn cái giao diện này các bạn này. Giao diện này nó sẽ còn theo chúng ta một thời gian nữa, đúng không? Theo ta mấy tháng nữa. Năm phút nữa bạn nhé, 5 phút nữa chúng ta sẽ đến với cái phần cuối ngày hôm nay, chủ yếu là phần mang tính chất là giao việc cho các bạn thôi. Giao việc chúng ta làm. Xong chưa em? Cắt không chưa? Các bạn chị Mít ơi, các bạn đã cắt xong cảnh sản phẩm chưa? Cắt rồi gõ một rốn cho tôi được không ạ? Ok nha, nào. Thì bạn nào bận này, giao việc luôn đi cho em nghỉ sớm. Bình thường chúng ta học đến cả 9 giờ rưỡi sao? Nào các bạn ơi, trước khi nghỉ thì tôi sẽ giao những cái đầu mục công việc sau để các bạn biết này. Thứ nhất là về các bạn sẽ có thể là cắt thêm cho tôi các thành phần còn lại như là slide này, đúng không? Hay là các cái banner bên phải này, đúng không? Rồi là logo footer đấy, nói chung là về các bạn có thể rèn luyện, các bạn cắt những cái thành phần còn lại giúp tôi nhá.
Thế thì như này này, hôm sau chúng ta sẽ thứ năm tới đây ấy, là chúng ta bắt đầu là lấy tất cả hình ảnh mà đã cắt được để chúng ta bắt đầu ráp lại toàn bộ cái trang web này các bạn này, được chưa? Ráp lại toàn bộ trang này, và đương nhiên thì nó phải chạy được và hiển thị được ở trên ba thiết bị, đây là laptop, PC thôi nha. Chúng ta sẽ phải làm nó ở trên cả máy tính bảng và điện thoại di động nữa. Thế thì các bạn về các bạn cắt ảnh cho tôi thì chủ yếu là các bạn cắt chơi chơi là chính thôi, chứ còn buổi sau khi bắt đầu làm tôi sẽ tự cắt ảnh theo kích cỡ của tôi sẽ gửi cho cả lớp, bởi vì là nếu như mỗi người một kích cỡ thì làm nó sẽ không chuẩn, các bạn hiểu chỗ này chưa? Thế cho nên là tôi sẽ tự cắt, các bạn về các bạn tự cắt của các bạn, bạn tự cắt kiểu gì tùy các bạn, nhưng mà đến khi mà làm cùng nhau ở trên lớp thì các bạn sẽ sử dụng cái kích cỡ ảnh mà tôi gửi cho cả lớp nhé, bạn hiểu chưa? Rồi, như vậy bạn thống nhất với tôi điều đó này, buổi sau tôi sẽ gửi cho các bạn tất cả các ảnh tôi đã cắt ra và chúng ta sẽ sử dụng các ảnh đó để chúng ta làm. Cái thứ hai nữa là sau buổi học ngày hôm nay thì các bạn vui lòng chuẩn bị cho tôi một cái xuồng code đã cài đặt Bootstrap đầy đủ để bắt đầu chúng ta làm đấy ạ. Như vậy là các bạn có thể sử dụng lại cái thư mục mà từ hôm bây giờ chúng ta làm, ok không ạ? Hoặc các bạn có thể là gì, tạo mới một cái thư mục mới có file HTML, trong đó cài sẵn cho tôi cái gì các bạn? Bootstrap.cs đúng không? Bootstrap.cs rồi cái gì, jQuery.cs đúng bạn nhỉ? Đấy, bạn cài cho ba file đó. Ngoài ra thì đương nhiên phải có thêm file style.css của riêng chúng ta nữa, ok chưa? Bạn nhớ chưa? Như vậy các bạn đã nhớ các công việc về nhà các bạn chuẩn bị giúp tôi chưa? Thế nhá, đó là các bạn phải chuẩn bị cho tôi một cái suộc cốt sạch sẽ đã cài Bootstrap đầy đủ, và hôm đó chúng ta sẽ phân tích cái giao diện này xem là hệ thống lưới của nó sẽ chia như thế nào, trong hệ thống lưới đó chúng ta sẽ cốt những cái chức năng gì, và bắt đầu chúng ta sẽ cốt lần lượt trong thời gian đó là 3 buổi, ok chưa? Và 3 buổi đó mỗi buổi chúng ta sẽ cốt cái gì còn phụ thuộc vào lớp mình, tiến độ của chúng ta làm và hiểu được đến đâu. Lớp nhớ chưa? Ok, các bạn có thắc mắc gì không ạ? Hết rồi thì thôi chúng ta nghỉ, ok chúng ta nghỉ. Nhớ nhá, chuẩn bị giúp cho tôi những cái đó để hôm sau là cốt nhá. Và tôi rất mong muốn là hôm sau thì cho dù là học online hay là học offline thì các bạn vẫn phải học đầy đủ giúp tôi nhá, đừng bạn nào nghỉ nhá, được chưa? Đứt thì không hẳn, nhưng mất công về phải xem lại video, mà tôi nghĩ xem lại video thì nó sẽ không có cái động lực nhiều bằng chúng ta học ở trên lớp, học trực tiếp. Bởi vì là đây là dự án mà chúng ta sẽ làm liên hoàn mà các bạn, nên cho nên là các bạn mà nghỉ thì vẫn bắt buộc về phải tự mà làm để mà có được kết quả như thế để buổi sau làm tiếp. Làm cái bằng xong thôi, bởi vì chính cái giao diện này nó sẽ sử dụng để chúng ta làm React các bạn nhé. Chính giao diện chúng ta làm này để sử dụng để bắt đầu chúng ta học đến phần thứ hai trong khóa này là chúng ta làm React nhé. Làm React gì? Dùng lại chính giao diện này luôn. Đấy làm React nhé. À, lớp này tôi đã test cho bạn xem React chưa? Chắc là chưa đúng không? Chưa. Thì test qua cho xem nhé. Các bạn nào mà không vội thì đây, tôi xem. Tháng sau là mình học cái này rồi. Trong tháng là mình học cái này rồi các bạn. Vẫn là cái giao diện là vừa rồi các bạn nhìn sẽ thấy là chính là nó. Bạn đợi xíu, tôi đang khởi động cái server lên. Bạn đã bận thì có thể nghỉ trước được rồi nha. Đây chẳng qua là tôi demo lên để bạn biết là tháng sau chúng ta sẽ làm cái gì. Cái giao diện mà tôi đưa các bạn xem này là chúng ta sẽ phải cắt ra để sử dụng nó để chúng ta làm, có nghĩa là đây là cái giao diện thôi đúng không? Và hôm sau thì các bạn phải bấm vào để ra dữ liệu các kiểu ấy à? Đúng không? Có dữ liệu chứ. Thì các bạn sẽ hiểu React là gì. Ok, tôi sẽ giới thiệu luôn cho bạn xem.
bạn đợi xíu. Chắc là cái API nó đang bị nghẽn rồi, vì là cái lớp này người ta đang thực hành, chắc các bạn có thực hành nên là nó bị chậm chậm nhiều. Sao em? API là gì ạ? Câu hỏi khó nhỉ. Ok rồi, giờ cứ xem đã rồi sẽ nói API là gì. Là một cái API. Trước tiên là chúng ta có phải hiểu React nó làm cái gì đã, đúng không? Rồi sau đó là API là gì rồi tính tiếp. Tôi sẽ lấy cái ví dụ các bạn dễ hiểu về API đơn giản thôi. Đây các bạn này, nó đây này. Bạn thấy giống chính là cái giao diện vừa rồi đúng không ạ? Đúng không? Chính nó mà. Được chưa? Nào, bây giờ tôi sẽ cho bạn đây là cái trang mà chúng ta sẽ làm nhá. Đây là React các bạn này. React như này. Thế thì bây giờ tôi sẽ cho bạn xem này, ví dụ như bây giờ tôi vào thằng Hoàng Hà 13 đi. Bạn nhìn. Bạn thấy là đây là các cái danh mục sản phẩm của nó đúng không? Bạn bấm ví dụ Apple nhá. Các bạn phải để ý này, bạn bấm Apple nhá. Bạn thấy nó quay không? Thấy nó quay không ạ? Một khi mà nó đã quay á, có nghĩa là nó sẽ tải lại toàn bộ nội dung đúng không các bạn? Đúng ạ, tải lại toàn bộ nội dung, nó giống chúng ta enter lại URL này, nó tải lại toàn bộ từ trên xuống dưới, đúng không? Và nó sẽ rất là mất thời gian, các bạn thấy mất tầm khoảng như tôi test cho các bạn xem là mất tầm khoảng 1,5 đến 2 giây ấy, đúng không nhỉ? Đấy, thử lại nha. Đấy, đúng không? Như vậy là mất tầm khoảng 1,5 giây đến 2 giây đúng không các bạn? Bây giờ tôi sẽ bấm cho các bạn xem Nokia nha, các bạn để ý này. Bạn thấy gì không ạ? Các bạn thấy nó tải không ạ? Có thấy nó quay không ạ? Không đúng không? Để tôi bấm lại các bạn vào từ iPhone nha. Nhìn này. Thấy không ạ? Tốc độ nhanh hơn nhiều đúng không? Tôi nói luôn các bạn là nó đang lấy data trên server nhá, chứ không phải lấy ở máy khách đâu ạ. Nó lấy ở lấy client đâu ạ. Nó lấy trên server đấy ạ. Lấy ở API đấy ạ. Đấy. Thì sao ạ? React ấy, nó giúp cho chúng ta ấy, là chúng ta thay đổi nội dung ở chỗ nào ấy, là nó chỉ tải lốt ở mỗi chỗ đó thôi. Con hiểu điều này không ạ? Ví dụ chẳng hạn như bây giờ tôi bấm cái này, banner này, là nó chỉ load được mỗi khu vực banner này thôi, nó quay lại toàn bộ này. Các bạn tải lại nội dung phần main này thì nó chỉ load mỗi phần main thôi. Cái phần banner, header hay là gì gì nó xung quanh này nó không tải lại ạ. Người ta gọi là xử lý bất đồng bộ ấy. Các bạn đã hiểu vì cái ứng dụng của thằng React làm chưa? Cho nên ấy, các ứng dụng React nó bảo gì? Đó là những ứng dụng single page. Single page là gì các bạn? Là chỉ có một trang duy nhất thôi. Anh muốn xem nội dung khác thì tôi tải lại cho các cái vùng đó, chứ tôi không có cho sang một cái trang mới. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Người ta gọi là single page layout là vậy ấy, chứ một trang, duy nhất trang thôi. Đây bạn thấy không? Đang trang chủ này. Thấy sản phẩm nổi bật này, sản phẩm mới không? Bây giờ tôi bấm vào danh mục sản phẩm Samsung chẳng hạn. Thấy không? Vẫn là trang này mà. Nó tải cái phần main của Samsung ở đây này. Ok chưa? Bây giờ tôi thích xem ví dụ chi tiết sản phẩm, tôi bấm vào nhá. Coi như tôi bấm vào này, sản phẩm này này. Bạn thấy không ạ? Nó có tải lại đâu. Nó có không reload lại đây, nó tải mỗi phần main của chỗ này này. Ok không ạ? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ tôi muốn thêm một giỏ hàng nhé. Qua nhìn này. Tôi thêm một giỏ hàng này. Đây là cái này là tôi đang mua dành cho lớp trước, thì nó lưu sẵn 4 sản phẩm. Thêm cái là 5 này. Thấy chưa? Mua ngay này. Bạn thấy không? Nó đâu có tải lại đâu. Đây 5 sản phẩm này. Ok chưa? Đấy. Còn bấm này, qua nhìn thấy nó tự nhảy hết này, nó đâu có tải lại trang đâu. Đây. Tự nhảy này. Nó không thích thì bấm xóa đi này. Nó không thích xóa thì cancel này. Còn thích xóa thì ok này. Bạn thấy không? Nó đâu có tải trang đâu. Nó xử lý bắt đầu bộ hết. Nó xử lý ngay lập tức luôn mà không hề tải lại các thành phần còn lại. Bạn đã hiểu React chúng ta sắp tới đây chưa? Đấy. Ok chưa? Rõ ràng là như vậy thì khách hàng người ta xử lý, người ta sẽ dùng trang web, người ta sẽ cảm thấy nó thích thú hơn đúng không bạn? Không chậm ạ. Nhanh rất nhiều nha. Nhanh rất nhiều. Được chưa? Nhưng mà đương nhiên những cái đơn vị nào mà dùng React cho những cái trang web của người ta thì phải có tiền đúng không ạ? Phải nuôi con server của nó là hơi tốn ấy. Con server hơi tốn. Ví dụ chẳng hạn như bên Vietpro nhá. Chỉ dùng một con server duy nhất để chạy API cho học viên thôi. Học viên thì bạn biết rồi đúng không ạ? Không vài chục người mà quá chứ bao nhiêu đâu. Như vậy là một ngày chắc chỉ cần khoảng vài bạn truy cập vào thôi đúng không? Như vậy đã mất tầm khoảng là 700.000 một tháng để nuôi một cái server con. 700.000 một tháng. Với 700.000 một tháng như vậy, một năm là cho tầm khoảng 1 triệu, một năm là cho tầm khoảng bao nhiêu các bạn nhỉ? Tầm 10 triệu đi. Đúng không? 10 triệu.
10 triệu thì dùng được cho khoảng là 10 người một ngày. 10 triệu dùng cho 10 người một ngày. Thì các bạn tính thử đi ạ. 10 triệu dùng cho 10 người một ngày. Thế thì bây giờ mà các bạn là một cái trang mà tầm khoảng là gì? 100 người một ngày hoặc là 1.000 người một ngày thì nó sẽ như thế nào? Thế cho nên mấy cái ông này có dám chơi React đâu mà bố bảo không dám luôn. Anh hiểu chưa? Có nhiều tiền lắm nhưng mà nó cũng không chơi nổi React đâu. React chỉ là những cái trang mang tính chất là kiểu dạng các landing page xử lý đơn giản thôi. Data mà quá khủng ấy, không ông nào dám chơi đâu nha các bạn nhé. Bạn hiểu chỗ này chưa? Đấy. Hoặc là React chỉ dùng để xử lý một cái gì đó rất quan trọng trên một cái dự án lớn. Có nghĩa là tôi dùng React bằng cái phần nhỏ chỗ này thôi, một cái phần nhỏ chỗ này thôi chứ không phải toàn bộ. Lớp đã hiểu chưa? Chúng ta có thể dùng cả một dự án React toàn bộ đúng không này? Cả một dự án toàn bộ React. Nhưng cũng có những bên người ta chỉ dùng React để hiển thị mỗi sản phẩm chỗ này thôi, còn tất cả khác người ta không dùng React. Các bạn đã tưởng tượng được có thể nhúng một chút React vào chỗ này thôi, còn các chỗ khác không dùng React. Được chưa nhỉ? Đấy, chỗ nào tôi cảm thấy quan trọng phải nhanh thì tôi nhúng React vào. Còn chỗ nào không cần tôi vẫn xử lý bình thường là lốt trang bình thường, lốt trang bình thường. Các bạn đã bắt đầu hình dung ra được React chưa? Nó như thế nhỉ? Cho nên các bạn sẽ lấy những trang web lớn data khủng các loại thứ, không có React đâu ạ, đúng không? Không có React đâu. React chẳng hạn như là mấy cái kiểu dạng như là cái sàn đúng không? Kiểu dạng như là về kiểu thị trường chứng khoán thì nó chỉ nhúng chút vào các cái gọi là biểu đồ, biểu liếc các thứ ấy, thời gian thực tham lai ấy, đúng không? Chứ còn các cái mà liên quan đến các cái bình thường tin tức thì nó gì? Bạn bấm cái nó vẫn cứ quay cuồng đều mà. Bạn lớp hiểu chưa? Đấy. Chứ nó tốn lắm bạn nhé. Bởi vì các bạn biết cái cơ chế của nó ấy. Cơ chế này các bạn này. Cái cơ chế của con này là khi mà các bạn bấm vào một cái, có nghĩa là client là sao nhỉ? Bắt đầu gửi request lên trên server. Thì nó server bắt đầu hoạt động, nó mới nhận, được chưa nhỉ? Bắt đầu nó mới trả về. Còn ông này á, cơ chế của ông này là nó đang hoạt động, nó hoạt động thôi, nó quay cái này này. Các bạn mà có thao tác gì phát nó bắt cái gì đó trả về luôn, bắt cái trả về luôn. Đấy, hệ thống nó cứ quay cái này, nó lõi cứ quay cái này, đang xử lý đấy, bạn hiểu không? Nó đang xử lý nó chờ cái này. Cứ một cái ông nào mà gửi request bắt trả về. Bạn hiểu chưa? Còn server này nó đang nghỉ ngơi, gửi request lên, server lúc đó nó mới tiếp tục hoạt động và nó trả về. Cho nên các bạn thấy thằng này tốn kinh khủng đúng không ạ? Còn ông này là thức này, thằng này là ngủ này, cần gì gọi tao dậy tao đưa, đúng không? Còn thằng này cứ hồi thức thôi. Đấy, các bạn hiểu chưa? Nó kiểu thế. Đấy, chúng ta sẽ học trong cái giai đoạn tháng sau bạn nhé. Đấy. À? Có nốt chứ? Nốt là bách em, còn rất là con này. Xử lý bên ngoài mà đúng không ạ? Đây là gì thì đi bên ngoài mà. Đúng không? Thì ngoài nốt à? À, thích nốt luôn gì? Thì nốt cho xem nốt luôn. Xem nốt luôn. Nốt bạn đợi xíu tôi khởi động server này. Nốt là backend các bạn nhé. À quên đầm chết, đầm lớp Laravel. Thì sang tháng sau thì có hai lớp, cả Node và React. Bạn nào theo song song thì học, còn nếu không thì học React trước rồi sau đó là học Node sau thì các bạn. Hả? Cái đấy thì còn phụ thuộc vào tùy các bạn thôi. Đấy, có hai lớp luôn nha. Các bạn thích học song song thì học song song. Ok, đây, Node đây. Tôi nhập vào đây.
các bạn đợi tôi chút. À, ui dồi ôi, hình như là ông hai ông này. Ui dồi ôi, ông này tranh cổng. Đây. Được chưa? Đây nốt thì đây là chúng ta sẽ là quản trị ra. Đấy, thì nó nốt các bạn thấy không? Nốt thì nó chẳng có gì cả, nó vẫn là vậy thôi các bạn. Quản lý sản phẩm rất các kiểu đây. Đúng không? Đây, nốt Z đây. Sai. Không hẳn đâu, nói chung là nốt thì là chúng ta code thuần tí là quản lý data, nhưng mà chúng ta vẫn có thể là code ra bên ngoài, nhưng mà bên ngoài thông qua view thì nó vẫn phải tải trang. Ví dụ này chúng ta sẽ hiển thị ở bên ngoài nhá. Đây, nó vẫn hiển thị giao diện ở bên ngoài như này các bạn được chưa? Đây vẫn hiển thị như này này, ok chưa? Nhưng mà các bạn thì mỗi cái thao tác của chúng ta thì các bạn thấy nó cũng tải trang không ạ? Đấy, bởi vì là thuần tí là data của chúng ta không áp dụng React mà, thì nó vẫn tải trang thôi. Đấy. Thực ra nốt bản chất của nó là xử lý logic kết nối với cơ sở dữ liệu, bạn hiểu chưa? Đấy, thì chúng ta vẫn có thể là xây dựng trang admin và xây dựng trang site hoàn toàn bằng nốt. Đây nốt JS chúng ta làm cả trang admin này, được chưa? Làm cả trang site đi, trang site bằng nốt các bạn này, đây trang site bằng nốt nhé, được chưa? Bằng nốt. Nhưng mà bạn thấy các thao tác là nó hoàn toàn nó phải tải lại trang này, được chưa? Còn cái JS lúc nãy chúng ta là bạn thấy thao tác là nó không tải lại trang đúng không? Đây nốt chúng ta vẫn tốt cả trang quản trị và trang hiển thị cho người dùng nhé. Đấy, nhưng mà cái bản chất của nó chính ấy là ở đây này, được chưa nhỉ? Là cái quản lý về cái sản phẩm này, thêm sửa xóa dữ liệu cho nó, cơ sở dữ liệu ấy, được chưa? Đấy, ngôn ngữ phía server là gì? Là ngôn ngữ mà nó chạy trên phía server, nó có kết nối với database, bạn hiểu chưa? Đấy, để quản lý thêm sửa xóa tất cả mọi thứ, nó vẫn có thể có những cái plugin, có những cái module để giúp chúng ta cho ra bên ngoài được chưa nhỉ? Nhưng mà các thao tác của chúng ta thì vẫn phải là tải lại trang. Còn nếu mà mình áp dụng React vào thì các bạn chú ý là thay vì nếu áp dụng React vào thì không thể xuất dữ liệu ra bên ngoài view được mà phải xuất ra dạng API. Bạn hiểu chưa? Các bạn có nghe nốt chút API không? Nó đơn giản như này này. Tôi nói đơn giản như này đi. Bây giờ tôi là người bán bánh ngọt. Đúng không ạ? Tôi người bán bánh ngọt. Ok chưa? Thì tôi người bán ngọt thì có nghĩa tôi người sản xuất ra, đúng không? Thì tôi là thằng back end. Được chưa? Và những người mà đến mua ấy, không? Ví dụ tôi là bán cửa bác sĩ đi không? Tôi giải sỉ hết. Thì người gọi là người mua hàng đúng không các bạn nhỉ? Đấy, mua hàng gọi là con em. Ok chưa? Như vậy đã phân biệt được con em back end chưa? Ông mua hàng là con em này, tôi là người sản xuất cái bánh, là back end. Được chưa? Thế thì nếu như mà chúng ta không dùng API, chúng ta làm bình thường, thì bây giờ tôi sản xuất ra bánh thì tôi sẽ phân phối cho rất là nhiều các cái khách hàng của tôi. Thế ví dụ là tôi có tổng cộng 3 khách hàng thì ba khách hàng đó là người ta có các cửa hàng ấy, thì bây giờ các bạn biết là tôi phải làm gì ạ? Tôi sẽ đóng gói lại và tôi phải ghi nhãn mác là cửa hàng A để tôi đưa cho ông A, tôi ghi nhãn mác cửa hàng B đưa cho ông B, ghi nhãn mác cửa hàng C đưa cho ông C, thì các ông đó ông ấy mua về ông ấy bán được chứ không thể đưa nhãn mác của tôi được. Bạn hiểu điều này không ạ? Đấy, thì tôi đóng bao bì ấy, chẳng hạn như là tôi ghi luôn là cơ sở A này đấy, thì ông ấy cơ sở A ông chỉ được bán thôi, tôi ghi sẵn đâu rồi, ok chưa? Đấy, thì đây chính là cái việc mà chúng ta làm sẵn hiển thị ra. Còn API là gì? Vẫn là tôi nha, nhưng thay vì là tôi xuất ra như thế cho các ông ấy, thì bây giờ tôi đổ trần bánh không rồi, không có hộp tiếp gì cả. Bánh ông hàng A ông muốn bán, ông tể ông tự đóng hộp của ông ấy, ông bạn ông bệnh thế. Các bạn đã hiểu chỗ này chưa? Như vậy là tôi xuất ra một cái chuẩn chung thiết bị nào muốn đọc cứ đọc cái chuẩn chung đó bằng ngôn ngữ của nó rồi tự nó xuất ra. Điện thoại nó tự đọc bằng cái ngôn ngữ điện thoại rồi tự xuất ra. Chuẩn đó là chuẩn JSON. Chúng ta xuất ra các cái chuỗi JSON data. Thì cái chuẩn JSON thì hầu như các thiết bị đều đọc hết. Từ mobile rồi cho đến là các cái phần mềm quản lý hay là web đều đọc được chuỗi JSON. Thế cho nên là nếu mà chúng ta code back end mà chúng ta muốn code chuẩn thì chúng ta không xuất ra view giống như này, mà chúng ta xuất ra dạng JSON. Rồi thiết bị nào, phần mềm nào, ứng dụng nào muốn hiển thị như thế nào thì cứ có JSON đó, anh tự đọc, tự xuất ra theo cái hiển thị qua. Các bạn đã hiểu API chưa? API chính là các cái data được xuất ra ở dạng gì? JSON. Ok chưa? Thì đến cái phần đó các em sẽ biết ngay mà, bởi thầy sẽ cung cấp cho các API này, các em biết ngay. Rồi học lớp Node.js thì đương nhiên thầy sẽ dẫn em cách code ra view này. Ok chưa? Rồi sau đó thầy sẽ cung cấp em cách code ra API nữa luôn. Được chưa?
nói chung là học để đi làm mà, thế cho nên cung cấp hết, yên tâm, không vấn đề cả, có lo mà học. Được chưa? Đấy. Thế thôi, chúng ta có thể nghỉ thôi. Đến đó thì thầy sẽ nói thêm. Đúng không? Tổng quan nó là như vậy. Git à? Không, Git các bạn tự nghiên cứu nhé, Git có cái gì đâu. Git các bạn lên Google bạn search học 2 ngày xong mà. Git nó là quản lý mà, chúng ta tự nghiên cứu đi. Chúng ta không học Git các bạn nhé, Git nó tài liệu trên mạng có video hết mà. Ok các bạn ơi, hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm tuần này nhá. Bye.